chương 1281, mộng dục và giải mộng một hôn phách bị thương nhiều lần, nó sẽ trở nên suy yếu, đến cực hạn tiếp nhận, sẽ hồn phi phách tán, cho dù lực thể vẫn còn tồn tại, nhưng người cũng sẽ tử vong. Đây chính là hung hiểm của việc thăm dò mộng cảnh, rất nhanh, mỗi một đứa bé đều được phân cho một lồng có phong kết, trong lòng biết đây chính là cơ hội duy nhất tự cứu mình, đám nhỏ đều mở to mắt, nắm chặt từng dây, tay không phá giải có phong kết, đám người thú chung quanh, hoặc cười lạnh, hoặc nhe răng trợn mắt, hoặc liếm môi cọ sát móng vuốt, bao quanh đám người phương nguyên sắc mặt dữ tượng qua rát đám trẻ con nhân tộc bị vây chính giữa còn bên ngoài là từng tầng người thú tàn bạo bọn nhỏ nín thở ngương thần tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác vào trong lồng có phong kết trong tay phương nguyên cẩn thận quan sát loại cỏ lồng này được kết từ đủ loại nhánh cỏ sợi cỏ cây cỏ đan thành một chỗ tạo thành một quả cầu cỏ kỳ lạ chỉ có bên trong lục thiên thái cổ hàng năm đều có gió lớn hướng gió hay thay đổi khiến cho vô số cây bị nổ tận vốc hay bị vọt bay cảnh dễ và nhánh cây bay trong gió dần dần hình thành lồng cỏ hình tròn này bởi vì thời gian có hạn đám trẻ con chung quanh đều đã bắt đầu giải cỏ phong kết Chỉ chỉ có phương nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cỏ phong kết lẳng lặng giò xét không lập tức ra tay hắn chẳng những khiến cho đám người thú phải chú ý hơn nữa còn thu hút cả phượng kim hoàng phượng kim hoàng cũng đã tiến vào mộng cảnh cùng với phương nguyên hóa thân thành một trong những đứa trẻ biểu hiện phương nguyên rất bình tĩnh trên người không còn khí tức cộng thêm mình mẩy đầy bụi đất khiến phượng kim hoàng không khỏi hiểu lầm chuyện gì xảy ra với tên nhóc đó vậy chẳng lẽ hắn chính là tinh túc tiên tôn giống đúng lúc này một gã người thú đầu hổ đột nhiên bộc phát sự hưng phấn lao thét lên quái chảo của gã rũi ra nắm lấy một đứa bé nam ném vào trong miệng giang rắc giang rắc lã mở cái miệng máu nhai nhai mấy lần đã nhai hơn phân nửa đứa bé nhìn cái gì nó đã hủy mất thân của cọp phong kết đã thất bại ta ăn nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa thay ánh mắt không có hảo ý chung quanh Người thú đầu hổ gầm nhẹ, khi nói chuyện, chính giữa răng nanh còn lưu lại huyết nhục của đứa bé năng, có kích thích trước mắt. Đám người thú chung quanh rối loạn hẳn lên, hung mang trong mắt tang vọt, vội vàng nhìn những đứa bé còn lại, "Cha ơi, cha ở đâu? Mau đến cứu con." Một đứa bé nữ sụp đầu, ôm lấy cỏ phong kết gào khóc, thật đáng ghét. Vì sao gỡ cỏ phong kết lại khó như vậy? Không được, ta nhất định phải thành công, ta có thể, cỏ phong kết là đồ chơi thường xuyên của ta đám người thú chung quanh đương nhiên không muốn nhìn thấy đám trẻ con thành công gỡ được cỏ phong kết bọn chúng dần dần xê dịch đến càng gần hơn trong lòng bọn chúng có ác ý cố ý vào thét dùng ngôn ngữ đe dạ hoặc pha hơi để quấy nhiễu tụy nhỏ khốn kiếp cách xa ta ra một chút ngươi thôi chết đi được Phượng kim hoàng dẫn giữ quát to một lã người thú cá sấu lã người thú cá sấu gầm nhẹ một tiếng hai mắt đảo bừng nhìn phượng kim hoàng không nghĩ rằng thức ăn lại có thái độ lớn lối như thế phượng kim hoàng không chút sợ hãi kêu la cái gì phiên chết đi được. Cái tên tạp chủng này, ông, lã người thú cá xấu nhất thời bộc phát, cái đuôi cứng rắn như sắt quét ngang tới. Trực tiếp đánh nổ đầu Phượng Kim Hoàng, Phượng Kim Hoàng vừa chết, hồn phách của nàng lập tức bay lên bầu trời đêm, cười khanh khách. Phía sau hồn phách của nàng là đôi cánh chi màu sắc rực rỡ, đây chính là cảnh tượng mà tiên cổ mộng dực thúc dục ta có tiên cổ mộng dực, có thể tự do ra vào mộng cảnh, cho dù lần này thất bại, cùng lắm thì chờ đến lần luân hồi tiếp theo. Một lần nữa bắt đầu lại, Phượng Kim Hoàng đắc ý hư lạnh trong lòng, nàng vừa mới nếm thử, có phong kết trong tay đã sớm bị nàng làm hư, sợi có bị thắt nút, so với thời điểm ban đầu còn muốn phức tạp hơn. Nhưng khi Phượng Kim Hoàng vừa muốn vỗ cánh bay khỏi, trong bầu trời đêm lập tức có một người thú mình ưng từ trên cao bỗng nhiên đập xuống, Phượng Kim Hoàng phát ra tiếng hoảng sợ, muốn trốn tránh, nhưng động tác ngài thừa rất nhanh, bên trong mộng cảnh lại có vẻ chậm chạp, Phượng Kim Hoàng đã đoán sai trình độ khó chơi của mộng cảnh tinh túc tiên tôn, chưa kịp thoát khỏi, hồn phách đã bị người thú mình ưng một chảo vồ nát chỉ vành vẹn một kích đã khiến cho hồn phách của phượng kim hoàng bị trọng thương sau một khắc phượng kim hoàng thoát khỏi mộng cảnh hồn phách trở về cơ thể phục nàng mở hai mắt đồng thời há miệng phun ra một mụn máu tươi nóng cổ sư linh duyên trai đồng hành sợ hãi cung quýt chạy đến trợ giúp mộng cảnh thật lợi hại một kích vừa nãy nếu ta tiếp nhận lần thứ hai tuyệt đối sẽ chết trong mộng ngay ánh mắt phượng kim hoàng hiện lên sự chấn kinh và sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quá chủ quan rồi. Mặc dù ta có tiên cổ mộng dực, nhưng đối mặt với mộng cảnh của tiên tôn, vẫn còn chưa đủ an toàn. Nhưng cũng may lần này ta đã chuẩn bị rất nhiều cổ can đảm mang trên người, có cổ can đảm. Hồn phách của ta có thể phục hồi lại như cũ, nửa ngày sau, ta sẽ trở lại bình thường. Phượng Kim Hoàng lau mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian, vội vàng chữa thương. Trong mộng cảnh, Phương Nguyên một lần nữa nhìn có phong kết trong tay, nhìn hành động của Phượng Kim Hoàng vừa rồi, Phương Nguyên đã thu được không ít tin tình báo, quy mô mộng cảnh ở đây không lớn cảnh tượng này chỉ là tầng ngoài của mộng cảnh nhưng cuối cùng cũng là mộng của tiên tôn cho dù là tiên của mộng dược lục truyền cũng vô pháp thoát khỏi một cách nhanh chóng bây giờ xem ra mấu chốt của mộng cảnh này nằm ở cỏ phong kết trong tay ta trong lòng phương nguyên ngộ ra được điều gì đó quan sát hoàn tất hắn bắt đầu phá giải cỏ phong kết trong tay bắt đầu từ tầng ngoài phương nguyên cẩn thận vỡ từng ly từng tí ra hắn cảm giác giống như mình đang đối mặt với một đống dây kim tuyến phức tạp dối tung hắn cần phải tìm ra đầu sợi dây rồi rút nó ra sau khi gỡ được đến lớp thứ ba phương nguyên khó có thể làm được nữa trước mắt là một mớ hỗn động dễ cây quấn chặt cùng một chỗ không cách nào dỡ bỏ không cần phải dùng lực quá mạnh ngỡ cọp phong kết không chỉ quan sát cẩn thận mà còn phải suy tính lại càng phải kiên nhẫn quan trọng hơn là phải có đủ thời gian và vận khí phương nguyên âm trầm thở dài cọp phong kết trong tay hắn đã bị hắn phá vỡ thành một cái lỗ nhỏ nhưng miệng lỗ nhỏ này đến lớp thứ ba thì kẹt lại trước mặt hắn có một con đường chính là quay lại hai lớp trước, phát hiện một chỗ đột phá khác, sau đó tiếp tục phá giải, đổi lại là những người khác, cũng đành phải như vậy, nhưng cũng có một ngoại lệ, Vương nguyên liếc mắt một vòng, hắn chú ý đến, cô bé tinh túc tiên tôn hư hư thực thực kia đã phá giải được đến tầng thứ bảy, có phong kết trong tay cô bé. Thể tích đã giảm hơn phân nửa, không sử dụng bất kỳ cổ trùng trí đạo nào, chỉ dựa vào trí nhớ của bản thân, tại sao lại làm được đến trình độ như vậy, Phương nguyên âm trầm kinh hãi, mặc dù hắn đã trì hoãn một chút thời gian mới bắt đầu phá giải cỏ phong kết trong tay nhưng sự chênh lệch với đối phương cũng thật sự quá lớn rồi phương nguyên nhắm mắt che khuất tinh mang trong mắt lại luận năng lực phá giải chân chính trong số tất cả đứa bé ở đây hắn chẳng qua chỉ nằm ở cấp độ trung bình khá mà thôi luận tiến độ hắn nằm ở giai đoạn trung bình yếu chương một nghìn hai trăm tám hai mộng rực và giải mộng hai mà thời gian đã qua hơn phân nửa dựa theo tiến độ của đám trẻ con chân chính có hy vọng chạy trốn nhất cũng chỉ có vị tinh túc tiên tôn hư hư thực thực mà thôi nhưng phương nguyên lại có niềm tin hắn tin rằng mình không những có thể thành công phá giải hơn nữa còn có thể đứng nhất mang đến cho hắn sự tự tin không phải cái khác chính là sát chiêu tiên cấp mộng đạo giải mộng giải mộng phát động đám rễ cây đang xoắn lại với nhau chậm rãi tan rã sau đó tự sụp đổ đám người thu chung quanh đều nhìn thấy nhất là gã người rắn đằng sau phương nguyên tận mắt nhìn thấy hết toàn bộ quá trình nhưng bọn chúng đều không nói gì cũng không có bất kỳ dị động nào, đây chính là hiệu quả của sát chiêu giải mộng, nó không chỉ là sát chiêu công phạt đơn thuần trên ý nghĩa mà còn có thể thuận theo mộng cảnh mà phát sinh biến hóa cụ thể, ví dụ như Phương Nguyên chiến đấu trong mộng cảnh, giải mộng chính là thủ đoạn công kích cường đại, nếu mộng cảnh nhỏ yếu, hắn có thể trực tiếp phân giải địch nhân. Ví dụ như bây giờ, quy tắc mộng cảnh yêu cầu Phương Nguyên phá giải có phong kết, như vậy, hiệu quả thôi động sát chiêu giải mộng lúc này chính là trợ giúp Phương Nguyên phá giải cỏ phong kết loại pha giải này chính là thuận theo quy tắc mà pha giải chứ không phải dùng ma lực trong mắt đám trẻ chung quanh và đám người thú vẫn luôn giám sát phương nguyên phương nguyên không hề ra lận mà là dùng đầu óc tay chân để thành công gỡ được tầng thứ ba của cỏ phong kết cho nên bọn chúng không hề nhúc nhích xem như nhìn chúng phương nguyên ngay cả vã người rắn muốn một ngụm nuốt hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc cảm thấy phương nguyên có thể công phá được tầng thứ ba có chút nằm ngoài dự định giải mộng giải mộng giải mộng phương nguyên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái không chút dừng lại cỏ phong kết trong tay rất nhanh một đường phá giải bước đến chỗ trung tâm nhất chính giữa cỏ phong kết là một hạt giống màu xanh trong lục thiên thái cổ thực vật cũng có hành vi tự vệ cũng có thủ đoạn mượn nhiều gió lớn để sinh sôi phương nguyên lấy hạt giống ra đứng thẳng dơ cao lên hắn hắn, hắn hành công rồi tốc độ này cũng quá nhanh rồi xin người hãy giúp ta một chút được không mọi người chung quanh không khỏi xôn xao ngay cả cô bé tinh túc tiên tôn hư hư thực thực cũng kinh ngạc nhìn hắn ngươi tự do rồi ta cho ngươi ba ngày thời gian để đào mệnh mau cút đi thủ lĩnh người thú hầm hừ một cước đá bay phương nguyên thân hình nhỏ bé của phương nguyên sạch qua không trung vài chục bước lúc này mới rơi xuống mặt đất điều khiến phương nguyên hơi kinh ngạc chính là mặc dù hắn chịu một cước lực hơi nhói đau nhưng trên người lại không hề có thương thế mặc dù thủ lĩnh người thú cửa hoành nhưng công phu tay chân đã đạt đến trình độ cương nhu hợp lại phương nguyên đã giải khai được cọc phong kết ngươi của tộc ngươi thú thật sự thả hắn đi phương nguyên nhìn cô bé kia một chút cô bé cũng nhìn phương nguyên sau đó một lần nữa tập trung vào có phong kết trong tay phương nguyên hơi do dự rồi quay người rời đi hắn chạy khỏi đống lửa chạy vào trong bóng tối hắn chỉ đi có vài chục bước trong bóng tối liền xuất hiện ánh sáng hắn càng đi về phía trước ánh sáng càng lúc càng lớn cuối cùng gạt hết tất cả hắc áng chỉ còn lại ánh sáng mà thôi ánh sáng dần dần tiêu tán lộ ra cảnh tượng chân thực lúc này phương nguyên mới phát hiện hắn không chỉ đã có thể mở hai mắt ra mà lục thân bất trí bất giác cũng đi được vài chục bước rời khỏi mộng cảnh nhìn mộng cảnh sau lưng Phương Nguyên cao mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đã thoát ly khỏi mộng cảnh rồi sao? Hắn cẩn thận cảm nhận một phen, lần thăm dò mộng cảnh này không hề thất bại, cảnh giới trí đạo đột nhiên tăng lên một đoạn, không đúng, dựa theo quy mô của mộng cảnh, ít nhất phải có ba màn, ta đã thành công vượt qua màn thứ nhất, tại sao lại không thể thuận thế tiến vào màn thứ hai chiếu. Phương Nguyên đứng ngay tại chỗ, không khỏi trầm ngâm, mộng cảnh hiện ra bên ngoài tản ra ánh sáng chiếu xuống mặt của hắn, hắn rời khỏi mộng cảnh là thuận theo đường cũ trở về cách mộng cảnh ở một chỗ khác là đám người linh duyên trai còn đang khẩn cấp chữa thương cho phượng kim hoàng cho nên phương nguyên vẫn chưa bị bại lộ nếu không biết được nguyên nhân rời khỏi mộng cảnh phương nguyên khó đảm bảo lần thoát thứ hai sẽ rơi xuống chỗ của đám người linh duyên trai nếu bị người ngoài phát hiện phương nguyên có thể thăm dò mộng cảnh vậy thì có chút phiền phức rồi thật lâu sau lông mày khóa chặt của phương nguyên dần dần giãn ra hắn một lần nữa bước lên phía trước mặc cho mộng cảnh nuốt sạch thân hình của mình tông mát thay đổi phương nguyên một lần nữa tiến vào mộng cảnh của tinh túc tiên tôn đêm tối đống nửa người thú trẻ con Cỏ phong kết tình huống đang lặp lại dựa vào giải phong phương nguyên một đường gian lận là người đầu tiên gỡ được cỏ phong kết nhưng lần này hắn không trực tiếp rời đi mà muốn đến bên cạnh cô bé tinh túc tiên tôn muốn trợ giúp cô bé gỡ cỏ phong kết thủ lĩnh người thú không phản đối chỉ nói What con còn muốn giúp người khác hồ ngươi giúp cũng được nhưng nếu ngươi không giải được ngươi phải đền mạng của mình vào xem ra ta đoán không lầm phương nguyên vui mừng không chút do dự trong thời gian còn lại vỡ cò phong kết sau đó dẫn cô bé thuận lợi chạy đi tại sao vẫn rời khỏi như thế phương nguyên kinh ngạc nhìn sau lưng kết quả của lần thứ hai vẫn thất bại như cũ phương nguyên còn chưa tiến vào màn thứ hai đã bị mộng cảnh quang ra ngoài mộng cảnh thiên kỳ bách quái quy tắc không đồng nhất bởi vì mỗi mộng cảnh đều đặc biệt bởi vậy kinh nghiệm thăm do mộng cảnh rất khó tích lũy cho dù phương nguyên có kinh nghiệm kiếp trước tư thế vẫn yếu ớt như cũ lần này cứu được bé gái cảnh giới trí đạo tăng lên hơn trước một chút phương nguyên lẩm bẩm hắn lại tiếp tục trầm tư chiếu theo trước mắt có hai khả năng một khả năng cô bé mà hắn cứu không phải tinh túc tiên tôn thật sự khả năng thứ hai hắn phải cứu được nhiều đứa bé hơn đạt đến một số lượng tiêu chuẩn nào đó mới có thể tiến vào mộng cảnh thứ hai trước khi tiến vào mộng cảnh lần thứ ba phương nguyên nhì dưỡng sức một chút hắn lấy cổ can đảm ra khôi phục lại hồn phách hơi yếu ớt lúc ban đầu mặc dù hắn đã thành công thoát khỏi mộng cảnh thăm dò thành công, nhưng hồn phách không phải là không hao tổn gì, vẫn hao phí không ít trong mộng. Đương nhiên, hồn phách Phương Nguyên hao tổn còn tốt hơn so với Phượng Kim Hoàng bị thương nặng rất nhiều lần. Phương Nguyên thăm dò thành công, Phượng Kim Hoàng thăm dò thất bại, cả hai không thể so sánh nổi. Lần thứ ba, Phương Nguyên cổ vũ mình, sau đó một lần nữa tiến vào mộng cảnh, hết thảy đều tái diễn lại trong mộng cảnh. Một khác được phân cho cò phong kết, Phương Nguyên đã thôi động sát chiêu giải mộng. Chỉ sau mấy hơi thở, cỏ phong kết trong tay hắn đã được hỡ rong. Phương Nguyên cầm hạt giống, giơ cao tay phải, kêu lên. Ta thành công rồi, nhất thời, mặc kệ là người thú hay là trẻ con, tất cả đều mở to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm Phương Nguyên, vốn cảnh tượng đang ồn ào chợt chìm vào yên tĩnh, để ta giúp các ngươi. Sau khi Phương Nguyên gỡ xong có phong kết trong tay, hắn chủ động đến gần một đứa trẻ lớn nhất, ha? What con Ngươi còn muốn cứu người khác, được, như ngươi thủ lĩnh người thú cười lạnh, lã còn chưa nói xong đã bị Phương Nguyên cắt ngang. Biết rồi, cứu không được bọn họ ta cũng sẽ không đi các ngươi cứ ăn thịt ta phương nguyên phất tay ra vẻ tùy ý chương 1283 cảnh giới tăng vọt ơ thủ lĩnh người thú mẹn họng không nói ra lời đám nhỏ chung quanh dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ chờ mong nhìn phương nguyên oát con ngươi có thể cứu được tất cả những đứa này ta không thèm làm thủ lĩnh nữa lã thủ lĩnh người thú cười âm hiểm như một lát sao lã Lá không cười tiếp được nữa phương nguyên căn bản không nói nhiều giải mộng không ngừng thôi động tốc độ kinh người từng đứa bé bị bắt làm tù binh đều lần lượt được cứu nếu hắn chỉ dựa vào bản thân để phá giải có phong kết ngay cả tự cứu mình còn không làm được nhưng sau khi vận dụng tiên cổ giải mộng độ khó liền giảm xuống cực điểm so sánh giống như chơi mặt trực người khác phải bắt bài giờ bài còn phương nguyên thì cứ trực tiếp biến thành bài mình muốn nhưng hành vi ra lận trần trụi như thế lọt vào mắt những người chung quanh lại là ngón tay phương nguyên gỡ như bay mặc kệ cỏ phong kết như thế nào tay hắn chỉ cần di chuyển vài vòng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được càng lúc càng giảm xuống cuối cùng thẳng đến chính giữa thuận lợi lấy được hạt giống ra dễ như chờ bàn tay dễ như chờ bàn tay đây chính là chỗ lợi hại của sắt chư tiên đạo mộng đạo giải mộng hai mắt của đám chảy con sáng lên nhìn bóng phương nguyên tràn ngập sự cảm kích và dùng mái đám người thú mở cái miệng rộng nhẹn họng nhìn chân chối không thể tin được toàn bộ được cứu ta thành công rồi giọng điệu phương nguyên bình thản nói với gã thủ lĩnh người thú nửa ngày sau đám trẻ con mới bừng tỉnh bộc phát tiếng hoan hô vang tận trời có đứa vui đến phát khóc có đứa nhảy nhót tưng bừng lá thủ lĩnh người thú không còn lời nào để nói hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm phương nguyên đám người thú chung quanh thì gầm nhẹ hoặc nhai răng nanh ngoong nghe muốn động phương nguyên không lo lắng đám người thú này đổi ý nói chung bộ tộc nguyên thủy đối với tín ngưỡng phong tục và truyền tống tuân thủ đến trình độ khá nghiêm ngặt đương nhiên mọi thứ không thể cua đỗ cả nắng trong hiện thực cũng tồn tại khả năng người thú đổi ý nhưng ở đây lại là mộng cảnh đặc biệt cũng không phải hiện thực quả nhiên giống như phương nguyên đã dự liệu cho dù đám thú nhân có tức giận không cam lòng đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy đồ ăn ngon khoan thai rời khỏi miệng xuyên qua rừng cây u ám phương nguyên dẫn theo một đám trẻ con quy mô khá lớn bỏ lại tộc người thú và đống lửa trùng thiên đằng sao. bọn nhỏ vây quanh phương nguyên đồng loạt chạy đi dần dần không còn tiếng động nữa trong bóng tối một tia ánh sáng không ngừng sáng lên cuối cùng tràn ngập tầm mắt phương nguyên hôn phách phương nguyên trở về cơ thể sau đó mở hai mắt ra nhìn kỹ lại gương mặt phương nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc hắn nhìn mộng cảnh hiện ra phía sau lưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc tại sao lại như vậy ta đã cứu tất cả đám trẻ con đã làm đến cực hạn nhưng tại sao vẫn bị mộng cảnh quang ra ngoài không tiến vào màn thứ hai chứ phương nguyên cao mày thật chặt chẳng lẽ phỏng đoán trước đó của ta đã sai sao ngỡ có phong cách cứu những đứa trẻ này cũng không phải là phương pháp chính xác thông qua màn thứ nhất mộng cảnh ta còn đề xuất manh mối nào nữa không phương nguyên ngưng thần suy nghĩ vắt hết óc để tìm câu trả lời thăm dò mộng cảnh gian nan như thế đó nay cả phương nguyên có được kinh nghiệm của kiếp trước có ưu thế dẫn trước thời đại nhưng khi thăm dò mộng cảnh cũng không có nắm chắc mỗi một mộng cảnh đều là độc nhất vô nhị phương pháp thăm dò mộng cảnh đều khác nhau rất khó tổng kết lại được kinh nghiệm hiện tại phương nguyên chỉ có thể không ngừng phỏng đoán sau đó thử từng cái chỉ có kiên trì không ngừng không sợ người khác làm phiền mới có thể có khả năng đả thông được mộng cảnh đương nhiên kiếp trước phương nguyên cũng đã có rất nhiều ví dụ có người thăm dò mộng cảnh mấy chục năm mà vẫn không có được hiệu quả phương nguyên suy nghĩ đến mức đầu có chút đau nhưng chỉ phỏng đoán được một ít tuy nhiên chính hắn cũng không có quá nhiều lòng tin đã như vậy vẫn đến chỗ kia trước Tu phục tàng kinh hoang cái đã phương nguyên vấp phải khó khăn khi thăm dò mộng cảnh nhưng cũng không quá chấp nhất với nó mặc dù mộng cảnh tinh túc tiên tôn là mục đích chủ yếu của hắn nhưng long ngư tàng kinh hoan và gốc hoang thực kia là thứ phải có trong chuyến đi này suy nghĩ xong phương nguyên quyết định tạm thời rời khỏi nơi này sau một canh giờ sắc mặt tái nhật của phượng kim hoàng cũng chuyển sang màu hồng ngượn như trước nàng mở hai mắt ra bên trong đôi mắt thanh tịnh tản ra từng sợi tinh mang trong suốt cổ can đảm đối với phương diện trị liệu hồn phách có trợ giúp quá lớn hiệu quả rất nhanh trong lòng nàng cảm thấy may mắn vô cùng nhìn thấy nàng bình yên vô sự bốn vị cổ sư đồng hành của linh duyên trai không khỏi thở phào một hơi chuyến đi này của bọn họ là chăm sóc và bảo vệ cho phượng kim hoàng nếu phượng kim hoàng có chuyện gì bất chắc bọn họ trở về môn phái thời gian nhất định sẽ không tốt hơn phượng kim hoàng nhìn thấy con hoang thú sói vây cá phương nguyên để lại ánh mắt ngưng lại hỏi cổ sư đi cùng mới biết được trong lúc nàng chữa thương không hề có bất kỳ cổ sư nào tiếp cận nơi này tinh thần cũng vì thế mà thả lỏng cuối cùng nàng kiểm tra lại tình huống của mình một lần xác nhận đã hoàn toàn khỏi hàn liền đứng dậy một lần nữa đối mặt với mộng cảnh trước đó ta dùng tiên của mộng dược thu hoạch được cảnh giới luyện đạo nhưng lần này đối mặt là mộng cảnh tiên tôn độ khó khác biệt như ngày đêm sai lầm trước đó không thể tái phạm ồ tại sao mộng cảnh giống như giảm bớt một chút vậy biểu hiện của phượng kim hoàng giống như cứng lại trong ánh mắt hiện lên sự hoài nghi một khi mộng cảnh được thăm dò thành công sẽ hoàn toàn biến mất mặc dù phương nguyên vẫn chưa thành công nhưng chính xác là đã thu hoạch rất nhiều cảnh giới trí đạo tăng vọt tục ngữ có nói có được tất có mắt bên phía phương nguyên có thu hoạch mộng cảnh bên này tất có mắt biểu hiện ra bên ngoài chính là thể tích mộng cảnh bị giảm bớt đích thật là đã giảm bớt một chút tại sao lại có thể như vậy sau khi phượng kim hoàng liên tục xác nhận trong lòng lại càng thêm kinh nghi chẳng lẽ đây chính là điểm đặc biệt của mộng cảnh tiên tôn sẽ không ngừng giảm bớt theo thời gian phượng kim hoàng cũng không chi đoán phương diện khác ở thời đại này nhận biết của mọi người đối với mộng cảnh vẫn còn cực kỳ ngu muội trong lòng phượng kim hoàng nàng tin rằng mình độc hữu tiên của mộng dực có được ưu thế dẫn trước về mộng đạo mặc dù trong lòng kinh nhi như phượng kim hoàng vô pháp tiến hành nghiệm chứng cuối cùng nàng khẽ lắc đầu mặc kệ nghi ngờ trong lòng và cảm giác không ổn một lần nữa tiến vào mộng cảnh không bao lâu sau khi phượng kim hoàng tiến vào mộng cảnh phương nguyên thông qua tin tức mà hạc phong dương cung cấp cho hắn chạy đến chỗ tàng kinh hoan con hoang thú trí đạo này hình thể rất to lớn giống như một dãy núi lúc này tư chi đầu và đuôi của con tàng kinh hoan đều núp vào bên trong bộ giáp xác của nó hơn phân nửa cơ thể đều giấu ở bên trong núi đá Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, thân hình như ưng mạnh mẽ đập xuống, rầm 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 tiếng nổ kịch liệt không ngừng, giống như từng đợt sấm diền vang, Phương Nguyên vào tàng kinh ngoan triển khai chiến đấu. Nhất thời, bụi đá tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía, ban đầu tàng kinh hoan còn thử phản kích, nhưng trên người nó không có tiên cổ, bản thân chỉ là hoang thú chứ không phải hoang thú thượng cổ, làm sao có thể là đối thủ của chiến lược thất truyền như Phương Nguyên chứ? Chương 1284, bên thắng lớn nhất một sau mấy hiệp Tàng kinh hoan chỉ có thể co đầu rụt cổ bên trong giáp sát của mình để mặc cho người ta đánh. Sát rùa đen này ngược lại dày nhì sau khi Phương Nguyên đánh một trận, nhất thời không làm gì được Tàng kinh hoan, không khỏi phát ra tiếng cười bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên còn chưa dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả tiên cổ cũng không dùng. Hắn đã sử dụng đại thủ ấn vạn ngã không ít lần, nhưng nếu không cần bại lộ thì không cần phải bại lộ. Ai biết các môn phái khác có chuẩn bị tiên cổ trinh sát mang trên người hay không? Phương Nguyên cần tận khả năng che giấu thực lực của mình, cho nên sau khi Tàng kinh hoan rụt đầu vào phương nguyên cũng không lo lắng lắng hắn nhất tâm nhị dụng vừa cố ý đánh cho oanh oanh liệt liệt vừa kiểm tra thu hoạch mộng cảnh của mình cẩn thận kiểm tra hắn lập tức có vô số linh cảm hiện lên trong đầu giống như trước mắt bỗng nhiên mở ra một cánh cửa sổ nhìn thấy được quang cảnh rộng lớn bao la loại cảm giác này tuyệt không thể tả khiến phương nguyên phải say mê trước kia cảnh giới trí đạo của ta bình thường đến mức không thể bình thường hơn dù sao ta cũng chỉ mới tu hành trí đạo không bao lâu nhưng bây giờ cảnh giới của ta đã đạt đến tình trạng chuẩn đại sư mộng cảnh của tinh túc tiên tôn thật sự khó lường trình độ tiến bộ này nếu dựa theo tu hành bình thường nhất định phải tích lũy đến vài chục năm mặc dù mộng cảnh hung hiệp nhưng một khi thăm dò thành công cho dù chỉ là thành công một phần thu hoạch cũng vô cùng to lớn có thể nói một lần là xong giảm bớt đi rất nhiều công sức cho phương nguyên tại sao lại đánh đến mức sấm xét xuất hiện như thế phương nguyên vào tàng kinh ngon kịch chiến lần lượt thu hút đám cổ sư trinh sát phương nguyên tại sao hắn lại lợi hại như vậy chứ khó trách trưởng lão trong môn dặn đi dặn lại muốn chúng ta phải tránh tên quái vật phương nguyên này điều này giống như gian lận đối với chúng ta đều không công bằng chúng ta làm sao đấu với loại quái vật đó chứ cuối cùng phương nguyên mất một ngày một đêm mới thu phục được tàng tinh hoan thu vào trong tiên khiếu lúc đó hắn thu hút không ít cổ sư đến sau khi trinh sát một hồi tất cả đều hoảng hốt rút đi lần thứ 36 thất bại phượng kim hoàng mệt mỏi mở hai mắt ra sau khi nàng bị thương nặng đã biết cẩn thận hơn đáng tiếc nàng không có giải mộng trước kia cũng chưa từng tức xúc qua với cỏ phong kết dòng dã 36 lần ngay cả một lần phá giải thành công cũng không có thành công tự cứu là tiêu chuẩn thấp nhất của thăm dò mộng cảnh thành công phá giải cỏ phong kết thất bại không cách nào tự cứu đó chính là thăm dò thất bại cho nên mỗi một lần phượng kim hoàng thăm dò mộng cảnh sau khi thất bại hồn phách bị tổn thương còn vượt xa phương nguyên nàng phải tốn một thời gian dài để tiến hành điều chỉnh và chữa thương cho nên qua hai ngày một đêm nàng chỉ thăm dò được có 36 lần, mộng cảnh tiên tôn khó như vậy sao? Ta có tiên cùng mộng rực mà còn như vậy, chứ đừng đề cập đến những người khác. Phương Nguyên nhìn mộng cảnh trước mặt, gương mặt toàn là đáng chát, trong lòng nàng tràn lập cảm giác bị thất bại, hiện tại, chỉ cần nàng vừa nghĩ đến cỏ phong kết, vị thiên chi kiêu nữ này liền có cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này, Phương Nguyên lại bí mật tiếp cận mộng cảnh, hắn đã lấy được tàng kinh hoan và cỏ u minh, thời gian và tinh lực còn lại đều tập trung vào mộng cảnh của tiên tôn. Trong thời gian suy nghĩ này, Phương Nguyên đã có phỏng đoán mới, khi Phượng Kim Hoàng còn đang ủ rũ, Phương Nguyên mang tha nụ cười tự tin lặng lẽ dấn thân vào mộng cảnh. Mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa hiện ra trước mặt Phương Nguyên. Ban đêm, đống lửa trùng thiên, vây quanh đống lửa, đám người thú cuồng vũ, phát ra tiếng gào thét liên tiếp của dã thú. Đây là một trận cuồng hoan, khánh điển huyết tinh sau khi đi săn. Phương Nguyên bình thản liếc nhìn chung quanh, hắn một lần nữa hòa thân thành một đứa bé nhân tộc, bị trói gồ, tao mộ giống hắn còn có rất nhiều bé nam, bé nữ khác, xong đời rồi chúng ta chết chắc rồi. Hù, ta không muốn bị ăn. Bọn nhỏ thút thít, sắc mặt tái nhợt vì tuyệt vọng, tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hô to, ta muốn cỏ phong kết, hành điển tộc người thú vừa mới tiến hành đến trạng thái cao trào nhất, giọng nói của Phương Nguyên đột nhiên chen vào. Nhất thời, tiếng thú giống biến mất, toàn bộ người thú đều mở to cặp mắt đỏ bừng của mình nhìn Phương Nguyên, áp lực cực lớn khiến cho đám trẻ con nhân tộc đều câm như hến, run lẩy bẩy, có đứa thậm chí còn tiểu ra quần, mặt phương nguyên không có biểu cảm gì cao giọng hô một lần thủ lĩnh người thú tức giận hừ một tiếng giọng nói tràn ngập sát ý cho nó What con ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi chỉ cần ngươi không cẩn thận phá hàng một nhánh còn lào xíu ta cũng sẽ dùng cái mũi của ta cuốn cơ thể kiều nộm của ngươi thành thịt mũi Người thú có vòi voi bước đến đưa cỏ phong kết cho phương nguyên đồng thời còn lớn giọng cảnh cáo phương nguyên chỉ mỉm cười một tiếng sau khi nhìn có phong kết trong tay liên ngẩng đầu nói chỉ một cái làm sao mà đủ ở đây có bao nhiêu tù binh nhân tộc thì cho ta bấy nhiêu cỏ phong kết ta muốn gỡ tất cả cỏ phong kết cứu hết tất cả bọn họ ra lập tức tiếng kinh hô truyền đến bất luận là người thú hay là những đứa trẻ bên cạnh phương nguyên tất cả đều mở to mắt biểu hiện khác nhau nhìn hắn sau cơn chấn động ngắn ngủi đám người thú bắt đầu cười vang đám trẻ con vừa mới vui mừng được một chút sắc mặt cũng nhanh chóng ủi oải xuống truyền thành lo lắng và tuyệt vọng rất nhanh tất cả cỏ phong kết đều được trồng chất bên chân phương nguyên đầu cao của đống cỏ phong cách còn cao hơn phương nguyên gấp mấy lần phải dùng sức của một mình trong thời gian có hạn gỡ được toàn bộ đống cỏ phong cách này là nhiệm vụ không thể hoàn thành ngoại trừ phương nguyên không có ai tin tưởng hắn sẽ thành công trước mắt bao người phương nguyên thở ra một hơi bắt đầu giải cỏ phong kết trong tay giải mộng giải mộng giải mộng sắt chiêu tiên đạo đặc biệt này là dùng tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải làm hạch tâm rất nhiều phàm của mộng đạo phụ trợ lúc này hiệu quả của nó mang lại cho phương nguyên là rất lớn nhưng mặc dù tiên cổ dài mộng có thể sử dụng lặp lại nhưng phàm cổ mộng đạo lại không ngừng tiêu hao kịch liệt khi túc dùng sát chiêu cũng may trước đó phương nguyên vẫn không lười biếng trên cơ bản mỗi lẻ hắn đều dành ra chút thời gian để tiến hành thăm dò mộng cảnh bản thân vất vả luyện ra phàm cổ mộng đạo phàm cổ mộng đạo này đã hốt gió thành bão kỳ hộ đều dành cho những người có chuẩn bị rốt cuộc cũng tiến vào màn thứ hai của mộng cảnh rồi phương nguyên âm thầm phấn chấn lần này hắn không bị mộng cảnh đánh văng ra nữa đã được như ước muốn tiến vào màn thứ hai thì ra muốn thông qua được màn thứ nhất của mộng cảnh nhất định phải cứu tất cả đứa bé mặc dù trước đó phương nguyên đã thử qua nhưng trên thực tế đã chậm một bước trong quy tích vốn có của mộng cảnh sớm đã có một số đứa bé bị người thú có vòi voi giết chết người thú vòi voi nghe theo thủ lĩnh người thú phân phó mang những đứa bé đến nhưng gã đã cố ý phạm sai lần dùng thân cây đập xuống đất thân cây thuật thế nhìn chết rất nhiều đứa trẻ huyết nhục của bọn nhỏ bị đám người thú tranh đoạt mặc dù không phù hợp với truyền thống của tộc người thú nhưng cũng xem là đánh gần cầu chương 1285, bên thằng lớn nhất hai người thú vòi voi được xem là dũng sĩ chứ danh trong tộc người thú. Thủ lĩnh người thú cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động của gã khi Phương Nguyên thu hoạch cỏ u hồn, tàng kinh hoang, đã suy nghĩ ra được nút thắt, cứu tất cả đứa bé nhân tộc, rốt cuộc đại công cáo thành tiến vào màn mộng cảnh thứ hai, thông qua được màn thứ nhất, cảnh giới trí đạo của ta chỉ sợ đã đạt đến cấp đại sư. Trước đó sử dụng sát chiêu dài mộng quá nhiều, dẫn đến phàm của mộng đạo tiêu hao không ít, tiếp theo nhất định phải cẩn thận tiết kiệm, đáng tiếc trước đó ta đạt được tin tức từ ý chí mặc giao đến thăm dò cây mộng xuân kết quả nửa năm trước gốc cây này đã bị phàm nhân vô tình chặt mất nếu không dựa vào loại cây này số lượng phàm của mộng đạo trong tay ta ít nhất có thể nhiều gấp bội màn thứ nhất hẳn là ký ức tuổi thơ của tinh túc tiên tôn diễn sinh ra có lẽ đó chính là một tiếc nuối trong cuộc đời của bà ta cứu tất cả đứa bé xem như đền bù tiếc nuối vì thế mới thành công thông qua được màn thứ nhất như vậy tiếp theo màn thứ hai sẽ là gì Phương Nguyên Ngang suy nghĩ đang dâng lên trong đầu. Do xét mộng cảnh chung quanh, đây là một ngọn núi, trong bầu trời đêm tịch liêu lóe ra từng điểm tinh quang thưa thớt, giống như thời tiết mùa hè. Gió mát thổi nhẹ nhẹ, mang đến mùi thơm ngát của cây cỏ xanh um tươi tốt bên trong khu rừng. Âm thanh khe suối róc rách cùng với tiếng sàn sạt của gió thổi qua khu rừng, còn có tiếng chim sơn ca ca hát hỏa cùng một chỗ, tạo thành một loại tâm thanh của thiên nhiên. So với cảnh tượng huyết tinh, hung tàn, hiểm ác trước đó, màn mộng cảnh thứ hai quả thật ôn nhu như nước, đi nhanh đi, ngươi còn ở đó lề mề làm gì? Chỉ cần chúng ta có thể đi được sáu bước trên tinh bản, chúng ta có thể đạt được thân truyền của tiên tôn đại nhân, trở thành đệ tử của tiên tôn đại nhân, chúng ta có thể học được bản lĩnh, trở thành cường giả. Đến lúc đó, chúng ta sẽ báo thủ cho người thân, giết sạch đám người thú đáng chết kia. Đám trẻ con thấy Phương Nguyên dừng lại liền vội vàng thúc giục, Phương Nguyên lập tức hiểu ra, đây chính là điều kiện của màn thứ hai, trong lịch sử có hy chết. Vì cổ tiên cửu truyền đầu tiên của nhân tộc có tên là Nguyên Thủy Tiên Tôn ông ấy đã chỉ ra được vấn đề của chế độ bộ tộc để khai sáng chế độ môn phái trở thành một tấm gương tốt ông đã bố trí rất nhiều tinh bàn ở khắp nơi chỉ cần đi được sáu bước trên tinh bàn người đó có thể trở thành đệ tử thân truyền của ông phương nguyên nhớ lại sau đó cùng với mấy đứa trẻ chung quanh cùng lao lên đỉnh ở đó hắn nhìn thấy bàn cờ tinh bàn chứ danh bàn cờ tinh bàn được khắc vào một tảng đá lớn mặt ngoài bằng phẳng bên trên mặt đá là từng hàng dọc ngang chéo mỗi khi gió nhẹ thổi qua trên những hàng dọc ngang chéo này sẽ thoáng hiện tinh mang xanh thẳng Đợi Phương Nguyên đến gần, những đường tinh mang trực tiếp xuyên qua hai mắt của hắn, xuất hiện trong đầu của hắn, cùng lúc đó, mức độ tiêu hao hồn phách của hắn cũng trở nên kịch liệt đến mấy chục lần, rất nhiều đứa trẻ không tiến lên được nữa, thậm chí có đứa còn té xỉu tại chỗ, Phương Nguyên nín thở ngưng thần, rốt cuộc cũng đến gần được tảng đá. Chậm rãi xà tay ra dán lên trên mặt đá, oanh một tiếng, hai lỗ tai của hắn vang lên tiếng vù vù, ảo giác trở nên rất nhiều, từng sợi dây đột nhiên khuếch trương thành đường đi. Còn quanh thân Phương Nguyên bắn ra tinh mang hắn đã biến thành một quân cờ ngôi sao xe lẫn nhiễm con đường tinh mang này ban cơ tinh bàn phương nguyên quan sát một lát đầu đổ mồ hôi lạnh hắn cân nhắc cả nửa ngày cuối cùng do dự bước ra một bước sau một khắc hồn phách của hắn bị quang ra khỏi mộng cảnh quay trở về nhục thân hồn phách đã bị trọng thương một bước đi sai cả bàn đều mất cơ thể phương nguyên lai động muốn ngã quỵ lần này hồn phách của hắn bị thương còn muốn nghiêm trọng hơn cả phượng kim hoàng gần như muốn đánh rơi nửa tính mạng của hắn màn thứ hai của mộng cảnh còn nguy hiểm gấp trăm lần màn thứ nhất gương mặt phương nguyên hiện lên sự chấn kinh sau đó chợt bình phục lại nhưng ta đã đả thông được màn thứ nhất thu hoạch cực lớn cảnh giới trí đạo quả nhiên đã đạt đến cấp bậc đại sư thời gian còn nhiều cũng không cần vội trước dùng cổ can đảm tịnh dưỡng sau đó chậm chậm tham dò trong lúc phương nguyên ngồi xếp bằng chữa thương đối diện mộng cảnh phượng kim hoàng cũng vừa kết thúc chữa thương xong mở mắt đứng dậy ý định muốn thử lại lần nữa tại sao mộng cảnh lại giảm bớt rồi mà lần này giảm bớt rất nhiều gần 1 phần ba phượng kim hoàng trợn tròn mắt phương nguyên đã thông qua được màn thứ nhất thu hoạch rất lớn vì thế màn thứ nhất của mộng cảnh hiện ra bên ngoài đã biến mất vĩnh viễn một phần của mộng cảnh hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho phương nguyên chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước tham dò thành công phượng kim hoàng suy nghĩ sau đó cười khẽ làm sao có thể mẫu nhân nhờ lực của môn phái suy tính qua xác định trong trung châu cũng chỉ có duy nhất một mình ta có được tiên cổ mộng dược xem ra mộng cảnh này có chỗ đặc biệt sẽ dần dần tan giã theo thời gian vậy thì ta phải nhanh lên phượng kim hoàng nheo mắt thôi động tiên cổ mộng rực mậu rực vỗ mang theo hồn phách của nàng xâm nhập vào mộng cảnh vừa tiến vào phượng kim hoàng đã vui mừng quá đỗi hiển nhiên là đã đi sâu thêm một tầng quá tốt rồi ta không cần đối mặt với cỏ phong kết đáng chết kia lúc này phượng kim hoàng nhảy cẫng hoan hô trong giấc mộng nhưng sau một khắc phượng kim hoàng thảm bại quay về hồn phách bị tàn phá trở về cơ thể Ngương mặt của nàng vàng như tờ giấy có phong kết không còn nhưng lại có bàn cờ tinh bàn phức tạp hơn nàng thăm hận nhìn mộng cảnh trước mặt lồng lẫy mà thần bí bị khuất và phẫn nộ tràn ngập lòng nàng không chỗ phát tiết phương kim hoàng từng thu được rất nhiều chỗ tốt trong mộng cảnh có tiên cổ mộng rực trong tay càng làm cho nàng sinh ra cảm giác mộng cảnh nào cũng như nhau từ trước đến nay nàng chưa từng bị té đau đến như thế đối mặt với mộng cảnh này nàng đã tốn mất mấy ngày bị thương nặng nhẹ mấy chục lần tích quả một chút xíu thu hoạch cũng không có tinh túc tiên tôn ta nhớ kỹ người phượng kim hoàng Nguyến giang nghiến lợi sau đó chớp mắt rốt cuộc nhị không được mà hôn mê ngay tại chỗ thời gian ngắn một cái đã đến thời hạn tước định tất cả cổ sư tiến vào mảnh vỡ thế giới đều đã trở về báo cáo với cổ tiên môn phái đi theo rất nhanh tất cả ánh mắt chúng tiên đều tập trung trên người phương nguyên và phong dương trận cạnh tranh này không thể nghi ngờ tiên hạc môn chiếm vị trí đầu không những ăn hết thịt mà ngay cả chút canh cũng không lưu lại cho người khác tình huống như vậy phương nguyên tất nhiên không muốn ở lâu sau khi bàn giao xong với hạc phong dương phương nguyên liền mang tha long ngư rời khỏi chỗ này phương nguyên im im phát tài hắn biết rõ mình mới là bê thắng lớn nhất trong chuyến đi này phúc địa hồ tiên huyết quang quanh quẩn bên trong hang động dưới lòng đất ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt bắt nguồn từ rừng huyết linh chi trong hang động rừng huyết linh chi là do rừng linh chi bình thường biến dị thành vốn rừng linh chi không thích hợp sinh trưởng bên trong phúc địa hồ tiên nhưng sau khi trải qua địa tai huyết độc đường phúc địa hồ tiên tăng thêm đạo ngân huyết đạo hoàn cảnh bên trong phúc địa cũng phát sinh thay đổi rất thích hợp cho sinh mệnh huyết đạo phát triển, chương 1286, hai tông sư bởi vậy, rừng linh chi vốn sinh trưởng rất khó khăn, ngược lại bởi vì biến dị thành huyết linh chi, bọn chúng đã sinh trưởng ung tùng một cách dị thường, mà trước đó, bên trong phúc địa hồ tiên hầu như chỉ toàn hoa móng ngực, cỏ lam độ kịch độc, cỏ móng ngựa, cỏ lục thần, hoa thất bảo, hoa trà sữa nhưng tất cả đã chết sạch, tình huống cả hai hoàn toàn mâu thuẫn, thể hiện được triết lý thâm thúy của thiên địa vô tình. Thư Hải tang điền, Phương Nguyên ngồi xếp bằng dưới gốc linh chi to lớn, lúc này hắn chậm rãi mở mắt ra hắn điện thở ra một hơi hành tẩu bên ngoài trước đó hắn sử dụng thân phận tinh tự tử dùng sắt chiêu gặp mặt quen giống như quen biết để tiến hành ngụy trang lúc này bên trong đại bản danh của mình phương nguyên tất nhiên không cần hao phí tiên nguyên duy trì sát chiêu biến hóa đạo bộ dạng lúc này của phương nguyên chính là tiên cưa, hắn mọc ra tám tay gương mặt màu xanh hai mắt đỏ bừng thân cao hai trượng giang nanh mọc ra bên ngoài bên trong huyết quang lóe lên chút hàn mang nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại là ánh sáng trí tuệ, thâm trầm. Ánh sáng này là do tiếng nguyệt tích lũy, là kết tinh của thời gian, tạo thành sự chân lịch rõ ràng với ngoại hình hung ác của hắn. Kiểm tra lại suy nghĩ vừa rồi, phương nguyên một lần nữa thở ra một hơi, nhẹ giọng cảm khái. Lần thu hoạch này thật sự quá lớn, đối với điều đó hắn không thể không cảm khái, bởi vì thăm dò mộng cảnh lần này, hai phương diện trí đạo, tinh đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư mộng cảnh của tinh túc tiên tôn không những giúp cho cảnh giới của phương nguyên đế phương diện trí đạo tăng mạnh đồng thời còn tăng ở phương diện tinh đạo điều này khiến phương nguyên không khỏi giật mình cảnh giới tông sư đây là khái niệm gì chứ kiếp trước kiếp này của phương nguyên 500 năm chỉ nổi cũng chỉ có hai phương diện huyết đạo lực đạo là tông sư mà thôi trong đó dở dĩ huyết đạo là tông sư bởi vì kiếp trước phương nguyên chủ tu huyết đạo còn kiếp này là tích lũy 500 năm kiếp trước mà thành sau đó tông sư lực đạo là kiếp trước kim tu kiếp này chủ tu cho nên thành quả mà hắn có được chỉ dựa trên tích lũy của kiếp trước trong quá trình chủ tu kiếp này chủ yếu là dựa vào đồ kiếp thăng tiên có cơ hội lĩnh giáo thiên địa tiếp theo lại có mộng cảnh của hắc lâu lang đổ loại như thế mới có được tích lũy như lúc này hai kiếp của phương nguyên hao hết tâm huyết tinh lực trước sau 500 năm mới đạt đến cảnh giới đại tông sư lần này chỉ thăm dò mộng cảnh của tinh túc tiên tôn hao phí chưa đến nửa tháng đã đạt được cảnh giới tông sư trí đạo tinh đạo cảnh giới tông sư nhìn thì thấy cũng bình thường nhưng trong lòng phương nguyên biết rõ Thu hoạch trong đó khó mà tưởng tượng được, thậm chí có thể nói là giá trị còn muốn lớn hơn cả Phúc Địa Hồ Tiên. Lần thu hoạch này, chốc khoảng thời gian trong tương lai sẽ mang đến sự phát triển rất lớn cho ta. Đồng thời có thể trực tiếp giúp ta phá cục, nhìn chung, quy luật phát triển đều là tích lũy, tích lũy, chậm rãi phát triển, không ngừng phát triển, dần dần tăng lên. Cuối cùng nước chảy thành sông, nhưng lương duyên kỳ ngộ xuất hiện nhất định sẽ dẫn đến sự tăng trưởng mang tính bạo tạc, giúp cho con người thoát khỏi cục diện bế tắc, rút ngắn được vô số thời gian thành tựu phi phàng. Từ lúc trùng sinh đến nay, phương nguyên vực mọi trong gai, tiến bộ dũng mãnh. Có rất nhiều thu hoạch, mang đến cho hắn sự giúp đỡ to lớn. Tử trung, sân thu thiền, cổ huyết lô, cổ cốt nhục đoàn viên, cổ toàn lực ứng phó, phúc địa hồ tiên núi Tam Vương, cổ không khiếu thứ hai, thành tựu cổ tên lực đạo, có được cổ trí tệ. Ngoài ra còn có đủ loại thu hoạch thượng vàng hạ cám khác, nhưng chưa đủ để phá cục. Tuy nhiên, trải qua chuyến đi đến động thiên phồn tinh, phương nguyên phá cục thu hoạch tăng lên một bậc trở thành tông sư cho hai lưu phái. Trong đó, mặc dù cổ trí tuệ là tiên cổ cửu truyền, nhưng chỉ là đặt thành hiệp nghị với Phương Nguyên, cũng không phải là vật của hắn, mức độ lợi dụng không cao, nhưng Phương Nguyên xem ra. Cảnh giới tông sư hai lưu phái, giá trị so với cổ trí tuệ còn muốn lớn hơn nhiều, nhìn chung, quy tích trùng sinh của ta, thu hoạch phá cục lần này có thể được xem là thu hoạch lớn nhất, nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có, điều này cũng khiến cho Phương Nguyên cảm thấy cuộc sống huyền bí đến cỡ nào. Đương nhiên, hắn cũng chi đoán không biết lần thu hoạch này có liên quan đến liên vận hay không. Nói đến, sau khi liên vận, Phương Nguyên tu hành thuận lợi hơn trước rất nhiều, cảm giác cảnh giới tăng lên, nhất là loại cảm giác vọt đến cảnh giới tông sư hai lưu phái, đúng là tuyệt không thể tả. Không gì có thể so sánh nổi, giống như Phương Nguyên lúc trước, từ cửa sổ nhìn ra, chỉ có thể nhìn được một ngọn giả sơn, trên ngọn giả sơn mấp mô, còn nhỏ lưu siêu. Hiện tại, Phương Nguyên đã leo lên mấy bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, hắn bắt đầu quan sát ngọn giả sơn đã từng chiếm hết nửa tầm mắt của hắn phát hiện ngọn giả sơn lúc này nhỏ bé giống như hòn đá dưới chân hắn nhìn càng xa cảm giác lại càng sâu cảnh giới này từ trước đến nay khó mà miêu tả cái gì là cảnh giới cho dù là cổ sư tu hành thành thục đối với thuyết pháp này cũng khó mà giải thích hay thống nhất linh hồn của phương nguyên bắt nguồn từ trái đất điểm khác biệt này khiến cho hắn có phương hướng lý giải khác biệt cái gọi là cảnh giới cũng giống như giải một đề toán sau khi giải hết đề toán có được câu trả lời chính xác tích lũy kinh nghiệm chậm rãi thầm thấu, cảm ngộ, cảnh giới sẽ tăng lên. Sau này vạc được đề toán tương tự, nhất định sẽ có được cách giải nhanh chóng, từ đó cho ra được câu trả lời chính xác, nếu gặp phải đề toán lạ, cũng có thể bỏ qua hoặc giải quyết một hai. Cho nên, khi Phương Nguyên gặp phải một số nan đề khi tu hành, bởi vì cảnh giới tăng lên, hắn sẽ có được trình độ giải đáp khác biệt, ví dụ như, trước đó Phương Nguyên vận dụng cổ trí tuệ, chỉ lưu lại tầng ngoài, phương pháp vận dụng có thể nói là thô bạo, bây giờ có cảnh giới tông sư trí đạo, liền sinh ra rất nhiều linh cảm và trí nghĩ có thể thử gia tăng một số cổ trùng phụ trợ lợi dụng cổ trí tuệ được nhiều hơn ví dụ như cải tiến cổ phương trước đó rất lâu phương nguyên đã bắt đầu thử cải tiến cổ ước nghiệm cổ tinh nghiệm cổ ác nghiệm nhưng bởi vì cảnh giới thấp nên lần nào cũng thất bại là phải bình cảnh không cách nào đột phá sau này hắn cải tiến cổ phương cổ tinh niệm thành công nhưng cũng chỉ dựa trên tiên cổ tinh quang đi từ trên xuống dưới mà thôi cũng không tính là bản lĩnh thật sự hiện tại phương nguyên rõ ràng cảm giác được hắn có thể cải tiến những cổ phương này, đồng thời chất lượng sẽ còn rất khá. Mở rộng từ điểm này, Phương Nguyên thậm chí còn có thể tự tin tái diễn lại truyền thừa không chọn vẹn. Ví dụ như trước đó Phương Nguyên thu được một truyền thừa trí đạo không chọn vẹn, bao hùng cổ phương cổ ước nghiệm, cổ phương tiên cổ hồi ước, một số sát chiêu phàm nạo. Phương Nguyên có thể dựa vào cảnh giới tông sư lúc này, hoàn toàn có thể tiến hành suy tính truyền thừa đến một trình độ nhất định, sau đó chỉnh sửa dối chữa trị lạn, có thể cải tiến cổ phương, tất nhiên cũng có thể cải tiến sát chiêu. Sát chiêu vạn ngã, gặp mặt giống như quen biết đều nằm trong phạm vi ứng dụng còn có sát chiêu chiến trường trước đây phương nguyên không thể hiểu được nó còn bây giờ hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra được mọi tình của sát chiêu chiến trường chương 1287 án binh bất động một ví dụ như xây dựng phúc địa tinh tự phương án trước đó của phương nguyên chắc chắn sẽ phải tốn một khoản tiền khổng lồ hiện tại cảnh giới trí đạo tinh đạo của hắn tăng vọt chỉ cần yêu hóa phương án xây dựng một chút là có thể giảm bớt được khoảng 30 vạn tiên nguyên đạch xây dựng đồng thời Hiệu quả của phương án yêu hóa còn thêm lý tưởng và yếu tố hơn kế hoạch trước đó, nơi rộng ra, nuôi dưỡng người lông, tám trụ cột kinh tế lớn, lợi dụng hồn phách cổ tiên, cưỡng ép phúc địa thoát tịch nhận chủ đều có triển vọng rất lớn, cảnh giới tăng lên tương đối đặc biệt, nói tóm lại, cảnh giới tăng lên giúp cho từng phương diện tăng lên. Cố sư tu hành, triển vọng sẽ lớn hơn, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên tương ứng, thời gian trôi qua rất nhanh, năm vực ngáng một cái đã là nửa tháng, hai luồng ý chí đang dây dưa, tịch đấu, ý chí phương nguyên vững vàng, chiếm thay thượng phong gắt giao chèn ép ý chí mặc dao tiêu thế ý chí phương nguyên cực kỳ to lớn gần như đùa bỡn ý chí mặc dao làm sao có thể tại sao thực lực của ngươi đột nhiên lại tăng vọt nhiều như thế ý chí mặc dao kinh sợ la lên trước đó phương nguyên cũng dùng phân lượng ý chí giống nhau tiến hành so đấu với ý chí mặc dao thế lực ngang nhau thậm chí còn có chút yếu thế nhưng bây giờ cảnh giới trí đạo của phương nguyên đạt đến cấp độ tông sư chỉ sử dụng có một phần ba ý chí đã đánh cho ý chí mặc dao phải hoảng sợ kêu to từ lúc bắt đầu giao chiến phương nguyên giống như một ngọn núi lớn ép ý chí mặc dao đến không còn cách nào xoay người trước đó ta dùng ý chí mặc dao làm bia ngắm thông qua chiến đấu học tập cách đối bính của ý chí nàng ta hiện tại ánh mắt của ta đã áp đảo ý chí của mặc dao rất nhiều kỹ xảo cũng theo đó mà sinh ra ý chí mặc dao đã mất đi tư cách bồi luyện ta nhi đến đây phương nguyên quyết định rút ý chí về hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào sát chiêu chiến trường mê cung bát môn 10 ngày trước phương nguyên rời khỏi phúc địa hồ tiên đến đông hải một lần nữa liên thủ với đám người sa ma tham dò phúc địa ngọc lộ mê cung bát môn đã từng là lạch trời bây giờ trong mắt tông sư trí đạo phương nguyên đã có dấu vết để lần theo phương nguyên đã từng cho rằng hắn phải có tiên cổ trí đạo tinh nghiệm thì mới có khả năng phá giải mê cung bát môn nhưng bây giờ trong quá trình phá giải sát chiêu chiến trường hắn còn có thể phân tâm tâm thầm luận bàn với ý chí của mặc giao quan trọng hơn trải qua thời gian mười mấy ngày liên tục phá giải dưới sự dẫn dắt của phương nguyên đám người sa ma rốt cuộc cũng đã phá giải được mê cung bát môn mê cung bát môn đã được đả thông nhĩ không ra tinh tượng tử đột nhiên lại trở nên lợi hại như thế mê cung bát môn có phải là cửa ải cuối cùng của phúc địa ngọc lộ hay không chúng tiên âm thầm kích động oanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc mê cung bát môn đã bị phương nguyên phá giải hoàn toàn diện mạo chân chính của phúc địa ngọc lộ đã hiện ra trong mắt chúng tiên sau khi phá giải được sát chiêu chiến trường mê cung bát môn tầm mắt mọi người đột nhiên khoáng đạt nhìn thấy được cảnh tượng chân chính của phúc điện ngọc lộn, mọi người chỉ thấy lưu quang đầy trời có luồng giống như giải lộ có luồng giống như con suối chậm rãi chảy xuôi có luồng nổi lên gợn sóng rực rỡ đỏ cam vàng lục lam chảm tím mỗi một loại lưu quang đều có màu sắc tiên diễm khác nhau quang huy trói lọi chiếu rọi trên mặt mọi người phương nguyên và đám người sa ma đều không lên tiếng cảnh tượng kỳ diệu trước mắt khiến cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều toát lên vẻ kinh ngạc và kích động phúc địa ngọc lộ này khác với phúc địa bình thường khác phúc địa bình thường đều có bầu trời mặt đất cỏ cây sông núi hỏa điều trùng ngư nhưng nơi này lại không có vật gì phúc địa ngọc lộ vô cùng đặc biệt chỉ là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn không có khái niệm trời và đất không có sinh linh sinh sống cũng không có tài nguyên thông thường do cổ tiên tích lũy có lẽ vì phúc địa ngọc lộ quá đặc biệt cho nên mới bố trí sát chiêu chiến trường khác biệt như thế trong lòng phương nguyên như ngộ ra được điều gì đó nói chung sát chiêu chiến trường thường hay xung đột với phúc địa động thiên có rất ít cổ tiên bố trí sát chiêu chiến trường bên trong phúc địa động thiên của mình bởi vì sát chiêu chiến trường là lợi dụng cổ trùng hình thành đạo ngân tạm thời tạo ra hoàn cảnh chiến đấu mà căn bản của phúc địa động thiên lại là đạo ngân đạo ngân không đồng nhất sẽ tạo thành xung đột lẫn nhau khi phúc địa lang ra bị đám người tần bách thắng tiến đánh địa linh lang ra cũng không tế ra chiến trường sát chiêu để chống cự cũng bởi vì tạo dựng sát chiêu chiến trường bên trong phúc địa động thiên của mình là một chuyện tự hao tổn chúc lấy khổ cho mình phúc địa ngọc lộ đã vi phạm thường thức tu hành như phương nguyên đã nói trong quá trình công lực phúc địa ngọc lộ trước sau đã trải qua ba sát chiêu chiến trường băng vũ đồng thổ xa trường chiến hồn và mê cung bát môn ba sát chiêu này là ba sát chiêu tiên đạo lưu phái khác nhau bất kỳ một cổ tiên nào cũng không cất giữ bên trong tiên khiếu của mình nhưng bên trong phúc địa ngọc lộ ba sát chiêu này không chỉ sử dụng hết hơn nữa còn không xung đột lẫn nhau thậm chí còn có sự hỗ trợ lẫn nhau ngọc lộ tiên tử chính là đồ đệ của nhạc thổ tiên tôn phúc địa tiên khiếu của nàng có dị tượng này cũng không kỳ khoái tô bạch mạn nhìn cảnh tượng trước mặt một lát sau khẽ thở dài một hơi mặc dù đã không còn bao nhiêu tài nguyên nhưng nếu có thể hiểu thấu đáo thủ pháp của ngọc lộ tiên tử chúng ta cũng có thể bố trí sát chiêu chiến trường bên trong tiên khiếu của mình cũng xem như một thu hoạch khổng lồ ánh mắt thái bạch vân xin lóe lên ánh sáng đúng lúc này một vị cổ tiên đồng hành bỗng nhiên chỉ vào một phương vị nào đó hoảng sợ nói các ngươi mau nhìn kìa là tiên cổ mọi người nhìn trao hướng chỉ của người kia vội vàng nhìn lại, quả nhiên có một con cổ trùng hình dáng rất đặc biệt, toàn thân dài như một cành cây, trên người có rất nhiều cánh mỏng màu vàng đang không ngừng bay múa, toàn bộ thân hình cổ trùng giống như một cành liễu màu vàng thon dài, con cổ trùng này rất nhanh tiến vào một vùng ánh sáng mông lung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, khi tức tiên cổ là vô cùng chính xác, ánh mắt mọi người không khỏi nóng rực lên, hô hấp dồn dập, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Bên trong phúc địa ngọc lộ tất nhiên là phải có tinh cổ nếu không có tiên cổ làm sao mà tạo dựng được sát chiêu chiến trường? Mặc dù bên trong phúc địa ngọc lộ không có tích lũy tài nguyên, nhưng nhiều sát chiêu chiến trường như vậy, tất nhiên sẽ có không ít tiên cổ tồn tại. Sa ma bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười phá vỡ sự im lặng, biểu đạt sự vui vẻ trong lòng gã. Mặc dù thu hoạch nơi này chủ yếu giao nộp cho tổng bộ cương minh, nhưng gã chủ trì công lực, tất nhiên sẽ có được công lao lớn nhất, có thể thu được một hai con tiên cổ. Ngoài ra, công lực phúc địa thành công. Lã cũng sẽ có được một khoản điểm cống hiến khổng lồ ở Tổng Bộ Cương Minh, nếu có thể phát hiện tiên cổ thích hợp với bản thân, Sama tất nhiên sẽ giữ lại trước. Còn nếu có thể phát hiện được tiên cổ nào kỳ lạ, có thể trợ giúp Sama và Tô Bạch Mạn thoát khỏi thân phận tiên cương, một lần nữa biến thành người giống thì không còn gì tốt hơn. Chương 1288, án binh bất động hai thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lấy cuộc sống mới không chỉ là hy vọng của Phương Nguyên, Sama và Tô Bạch Mạn cũng vì đó mà cố gắng, thấy Sama cười to đám người bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng chúc mừng khóe miệng tô bạch mạn cũng nhếch lên nhưng nụ cười lại nhiều ý vị hơn sau khi sa ma và tô bạch mạn nhận lấy nhiệm vụ công lực phúc địa ngọc lộ trước sau đã bỏ ra rất nhiều vô liếng mặc dù ngoài mặt không nhìn thấy gì nhưng thật ra trong lòng hai người sa ma và tô bạch mạn đều cảm nhận được áp lực to lớn bây giờ sự đầu tư quá lớn ban đầu rốt cuộc đã nhận được hồi báo chỉ cần thu hoạch được một con tiên cổ thất truyền những khoản đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi trở về sa ma và tô bạch mạn vui mừng khôn xiết, tảng đá lớn trong lòng sen như rơi xuống trong quá trình công lực phúc địa ngọc lộ các vị ở đây đều có thù lao dựa theo công hiến ai cũng sẽ không thù thiệt sa ma mỉm cười trịnh trọng nói mọi người vội gật đầu để tránh hiểm nghi tất cả đều mời sa ma và tô bạch mạn ra tay trước lợi lớn trước mắt khó đảm bảo không có cuộc tiên vọng động sa ma vừa chấn an nhưng lại vừa cảnh cáo hàm xúc trong người nói mọi người tất nhiên hiểu được rõ ràng được rồi các vị cứ rửa mắt mà đợi là được. Sama Việt Nhân Đức không nhường ai, trực tiếp ra tay. Suy nghĩ của gã khẽ động, cơ thể đột nhiên biến thành một dòng nước xiết, dòng nước xiết xiết lên một tiếng, đánh xuyên không khí bay vụt ra ngoài, trực chỉ con tiên cổ như cành liễu vừa mới ngoi đầu lên. Mọi người nhìn thấy Sama đang đến gần con tiên cổ, nhưng bỗng nhiên không gian gợn sóng, Sama biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, lã lại xuất hiện bên cạnh mọi người. Ngương mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra thế? Tô Bạch Mạn Kinh Nhi hỏi. Sama chậm rãi lắc đầu, dùng giọng nói không xác định nói, hình như vẫn còn một sát chiêu chiến trường. Sau đó, mọi người thay phiên nhau thử, đều không đột phá được. Xem như nghiệm chứng suy đoán của Sama, đây là chiến trường sát chiêu vũ đạo. Tuy không có uy năng công kích, nhưng trình độ huyền diệu tuyệt đối vượt xa sát chiêu chiến trường trước đó. Các người có phát hiện được không? Cứ mỗi một người trong chúng ta được truyền tống trở về, đều đứng ở vị trí ban đầu, một chút cũng không thay đổi. Tình huống này chỉ sợ là án binh bất động trong truyền thuyết rồi mọi người thảo luận với nhau dần dần đạt thành nhận thức chung sát chiêu chiến trường án binh bất động là sát chiêu chiến trường cuối cùng ngăn cản bước chân của mọi người địa vị của sát chiêu chiến trường này cực lớn là do chính nhạc thổ tiên tôn sáng tạo ra thủ bút của tiên tôn tất nhiên không thể xen thường tính tình của nhạc thổ tiên tôn đôn hậu ôn hòa hoàn toàn khác biệt với chính vị cổ tiên cửu chuyển khác ông trời sinh tính nhân tử từ, từ nhỏ đến lớn đều không thích giết chóc thường lấy đức phục người không đánh mà thắng một khi có người tiến vào sát chiêu chiến trường án binh bất động phàm trong lòng có ác nghiệm chiến ý người đó sẽ dừng bước không tiến cũng không cách nào di chuyển được năm đó khi nhạc thổ tiên tôn còn chưa trở thành cổ tiên cửu truyền công đã dựa vào chiêu này mà hàng phục cổ tiên âm đạo thất truyền nổi danh trong lịch sử là cao minh trong trận chiến đó nhạc thổ tiên tôn đứng bất động chỉ thi triển sát chiêu chiến trường án binh bất động mặc cho cao minh sử dụng tất cả thủ đoạn hao hết khí lực cũng không tiếp cận được nhạc thổ tiên tôn nửa bước kết quả của trận chiến này khiến cho cao minh tâm cao khí ngạo không còn tức giận nữa về sau một mực đi theo nhạc thổ tiên tôn làm hộ vệ cho ông nếu có liên quan đến ý niệm không ngại phong bế não hãi tạm thời không suy nghĩ nữa phương nguyên nói muốn không suy nghĩ nữa cũng không khó các cổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn trí đạo khi phương nguyên ngụy trang thành thất tinh tử lại càng là cổ tiên trí đạo nhưng mọi người lần lượt nếm thử cuối cùng vẫn thất bại như cũ thủ đoạn trí đạo của một số cổ tiên cũng không quá xuất sắc trước đó đã bị câu lên dục miệng và tình cảm trong lòng phá vỡ trạng thái không suy nghĩ nữa chỉ có một số cổ tiên đặc biệt bao gồm phương nguyên tạm thời có thể không suy nghĩ gì nhưng vấn đề mấu chốt đến rồi đã không suy nghĩ vậy làm sao để bắt được cổ trùng hành động của cơ thể đều do suy nghĩ tư tưởng trong đầu thúc đẩy không có tư tưởng cơ thể cứ đứng im tại chỗ tình huống này căn bản không cần sát chiêu chiến trường phát động cổ tiên cũng đã tự đứng im bất động ngay tại chỗ rồi hay khó trách lúc trước cổ tiên cao minh đã phải thất vọng cam tâm trở thành hộ vệ cho nhạc thổ tiên tôn trong khi bản thân là cổ tiên thất truyền muốn đột phá cửa ải này khó 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 phúc địa ngọc lộ đã xuất hiện trước mặt chúng ta không hề nghi ngờ đây chính là phòng tuyến cuối cùng đáng tiếc chúng ta chỉ có thể dừng bước ở đây nhìn thấy nhưng chẳng lấy được cái gì có lẽ đây chính là dụng ý của ngọc lộ tiên tưởng cố ý để chúng ta nhìn thấy hy vọng câu dẫn tư tưởng và dục vọng trong lòng chúng ta từ đó gia tăng độ khó phá giải sát chiêu chiến trường nếu thật sự không được lần này cũng chỉ có thể tạm lui thỉnh cầu viện trợ tô bạch mạng cao mày đề nghị sa ma nhìn đằng trước trầm ngâm không nói lần trước gã mời một vị cổ tiên trí đạo nhưng bị mất một con tiên cổ vì thế vã cũng không quá tán thành đề nghị này thời điểm then chốt vẫn là người nhà đáng tin hơn sa ma quay sang nhìn phương nguyên bây giờ phương nguyên đã gia nhập cương minh đông hải đường đường chính chính trở thành người một nhà sa ma hỏi thất tinh tử ngươi còn biện pháp nào không nếu có biện pháp thì mau sử dụng ngươi yên tâm đi Thu lao tuyệt không thiếu của ngươi đâu phương nguyên cười nhẹ một tiếng muốn pha sát chiêu chiến trường này nói khó thì khó nói dễ chỉ dễ ồ lời này giải thích như thế nào phương nguyên đảo mắt một vòng thấy hắn đã thành công thu hút sự chú ý của người khác liền nói các vị đừng có bị tên tuổi của án binh bất động hù dạ lúc trước cao minh bại trận là vì sát chiêu chiến trường này là do nhạc thổ tiên tôn chủ trì còn án binh bất động trước mặt chúng ta lại không có ai chủ trì đồ khó để phá giải tất nhiên phải khác rồi nói rất có lý chính là như vậy sát chiêu chiến trường có cổ tiên cầm giữ có thể không ngừng biến trận không ngừng đền bù nhưng sát chiêu chiến trường không có cổ tiên cầm giữ lại giống như một vật chết mọi người bị giam ba câu của phương nguyên khơi vợi hy vọng và vui mừng nhưng câu tiếp theo của phương nguyên lại giống như dội một chậu nước lạnh xuống đầu mọi người phá giải sát chiêu chiến trường không người chủ trì tương đối dễ dàng nhưng đối với ta mà nói muốn phá giải sát chiêu chiến trường trước mặt lại khó càng thêm khó gần như không có hy vọng thành công sắc mặt mọi người trùng xuống còn có người có ánh mắt bất thiện nhìn phương nguyên trong đó có một vị cổ tiên bực tức nói thất tinh tử ngươi nói nhảm cái gì vậy mất lực thì cứ nói thẳng nói nhiều như thế để làm gì xem chúng ta là trò cười sao phương nguyên chỉ cười quay sang nhìn sa ma gương mặt sa ma cũng không lộ ra biểu cảm gì nhưng có thể suy đoán tâm trạng của gã không được tốt phương nguyên không cười nữa trịnh trọng chi lễ với sa ma tại hạ làm sao dám xem các vị là trò cười chứ tại hạ chỉ là không một đấu gột nên hồ thôi nếu có thể luyện ra được một con tiên cổ trí đạo muốn công phá sát chiêu chiến trừ án binh bất động này ta hoàn toàn nắm chắc dễ như chờ bàn tay chương 1289, cần thiên ma nữ Sa hải hành cung dưới đáy biển món ngon bày đầy bàn mùi rượu tản ra bốn phía đèn đúc sáng trưng trên bàn rượu sa ma và tô bạch mạn ngồi ở vị trí chủ vị thanh tình khoản đãi hai vị cổ tiên trong đại sảnh hai vị cổ tiên không phải ai khác chính là phương nguyên và thái bạch vân sinh sau khi vấp phải khó khăn ở phúc địa ngọc lộ biết ở lâu cũng vô dụng đám người Sa ma liền sáng suốt rút lui trở về phương nguyên thái bạch vân sinh vốn định rời đi như lại bị sa ma và tô bạch mạn giữ lại nói đến đây là lần thứ hai phương nguyên được mời tham gia bữa tiệc câu cá mập của sa ma uống cạn chén rượu ngon sa ma đặt chén rượu xuống nhìn phương nguyên nói thảm thất tinh tử ngươi thật sự có nắm chắc đột phá được án binh bất động sao phương nguyên thầm nghĩ đế rồi trước đó Sama và Tô Bạch Mạn nói đông nói tây với hắn, hắn từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, Sama rốt cuộc không kiên nhẫn nữa. Lên tiếng đi vào chính đề, lúc này, Phương Nguyên nghiêm mặt nói. Sama đại nhân, ngươi cũng biết được nội tình của Tại Hạ, Tại Hạ thừa kế được một phần truyền thừa trí đạo rất hoàn chỉnh, gần đây, Tại Hạ lại càng ngộ ra được nhiều ảo diệu, lúc đó mới có thể giải được sát chiêu chiến trường mê cung bát môn, nhưng cho đến lúc này, Tại Hạ luôn khổ tâm vì không có được tiên cổ trí đạo trong tay vì thế nhiều khi thủ đoạn bị hạn chế, năng lực phát huy không đủ. nếu có thể luyện ra được một con tiên cổ trí đạo, nhất định có thể phá giải được sát chiêu án binh bất động không ai chủ trì. bên cạnh, thái bạch vân sinh cũng nói vào, ta biết thất tinh từ nhiều năm như thế, biết hắn không phải là người chỉ biết nói xuông, hay nói quá sự thật. nếu hắn đã có nắm chắc như thế, nhất định sẽ làm được. điểm này, ta có thể đảm bảo. tô bật mạn lại không quá hài lòng với sự đảm bảo của thái bạch vân sinh, nàng ta quay sang nhìn phương nguyên, hỏi nếu có tiên cổ trí đạo trong tay ngươi có thể đảm bảo nhất định có thể phá giải được sát chiêu chiến trường kia phương nguyên lấy lui làm tiến cố ý cười khổ vậy làm sao ta có thể đảm bảo được việc này có liên quan đến nhạc thổ tiên tôn đây là một trong mười vị đại năng vô thượng trong lịch sử nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn cũng là điều bình thường thôi nhưng với những gì đang thể hiện trước mặt nếu ta có tiên cổ trí đạo hỗ trợ phá giải đồ nắm chắc thành công là tương đối lớn sa ma và tô bạch mã liếc nhìn nhau trong lòng mặc dù tức giận với sự chân trượt của phương nguyên nhưng cuối cùng vẫn phải động tâm cũng không còn cách nào trước đó bọn họ đã bỏ ra một cái giá không rẻ mời một cổ tiên trí đạo tương trợ kết quả không được gì còn mất một co tiên cổ mà thất tinh tử thì dù sao hợp tác nhiều lần như vậy cũng biết không ít nền tảng quan trọng là phương nguyên đã gia nhập cương minh đông hải được xem là người một nhà vì thế lựa chọn hàng đầu của hai người sa ma tô bạch mạng chính là phương nguyên nhưng muốn giúp đỡ phương nguyên luyện thành tiên cổ cũng có sự khó xử chi phí luyện chế tiên cổ rất cao mà khả năng thành công lại thấp phải dựa vào vận khí nữa, vận khí tốt, luyện chế ngay lần đầu cũng có thể thành công, vậy thì tất cả đều vui vẻ. nhưng tình huống như vậy ít càng thêm ít, vận khí không tốt, thất bại từ đầu đến cuối cũng có khả năng. đến lúc đó, cho dù tiên nguyên thạch có chất thành núi cũng xài không đủ. đây cũng là nguyên nhân mà đại đa số cổ tiên thả bắt cổ trùng hoang dã chứ không muốn tự mình luyện chế, độ khó luyện chế tiên cổ rất cao. trong giới tu hành, rất nhiều cổ tiên lục truyền cũng không có nổi một con tiên cổ, chỉ có thể dựa vào phàm cổ để giữ thể diện. Phương Nguyên được xem là ngoại lệ, trong tay hắn có rất nhiều tiên cổ, cho dù có nói ra cũng không ai tin. Nhưng hắn là người trùng sinh, cơ duyên xảo hợp, mạo hiểm cử tử nhất sinh, dưới đủ loại điều kiện hà khác, hắn mới thu hoạch được số lượng tiên cổ như vậy. Đám người Sa Ma không biết nội tình của Phương Nguyên nhưng lại biết rõ ý đầu của hắn, Phương Nguyên muốn dựa vào Sa Ma. Tô Bạch Mạn, mượn tay người khác luyện ra một con tiên cổ trí đạo cho mình, Sa Ma sinh ra. Phương Nguyên không bỏ ra nổi phí tổn, không có nội tình luyện chế tiên cổ, vì thế mới cố tình đánh chú ý lên hai người bọn họ đổi lại là lúc khác Sama nhất định sẽ khịt mũi coi thường chẳng thèm ngó đến nói đùa phải ngu đến cỡ nào mới có thể giúp người khác luyện chế tiên cổ chứ nhưng tình huống bây giờ Sama lại muốn nhiều phương Nguyên ra tay trợ giúp lã phá giải sát chiêu chiến trường hiện tại trong lòng Sama vẫn luôn có một nghi hoặc rốt cuộc thất tinh tử có gạt hắn hay không phải chăng hắn dựa vào điều này để áp chế Sama gã cho dù không có tiên cổ hắn cũng có năng lực phá giải sát chiêu chiến trường này Phương Nguyên thấy Sama do dự, cũng không lên tiếng, chỉ uống rượu, thời cơ lúc này có thể nói là vừa đúng, Phương Nguyên có lòng tin sẽ thành công, trước đó thì không có thời cơ, nhưng bây giờ Phúc Địa Ngọc Lộ đang bày ra trước mắt, giống như có một tảng thịt lớn trao trên miệng, chạm vào dục nghiệm của Sama. Quả thật đã giúp cho Phương Nguyên một đại ân, chỉ cần triệt để công phá án binh bất động, lợi ích mà đám người Sama thu hoạch sẽ gấp trăm lần số đầu tư vào. Đương nhiên, cho tính tình của Phương Nguyên, hắn đã sớm nghĩ đến việc độc chiếm nhưng thực lực của hắn không đủ. Chỉ một mình Sama thôi hắn đã đánh không lại. Sama là tiên cương thất chuyển lão nguyện. Mặc dù Phương Nguyên có chiến lược thất chuyển. Nhưng cũng không quá xuất chúng so với các cổ tiên thất chuyển khác. Nhưng điều này đã xem như không tệ rồi. Dù sao tu vi của Phương Nguyên cũng chỉ là lục chuyển hạng chất mà thôi. Hắn còn chưa qua được cửa Sama. Huống chi còn có một cổ tiên khác là Tô Bạch Mạng ở đằng sau. Còn có cương minh phía sau Sama nữa. Lại càng không dễ ăn. Đối với con quái vật khổng lồ cương minh. Phương Nguyên chẳng qua chỉ là một con chuột ngoài phố, Phương Nguyên rất tỉnh táo, tự mình biết mình, sau khi hắn xem xét thời thế, quyết định chỉ kiếm một chén canh, nhưng tận lực ép ra được lợi ích lớn nhất cho mình, khi Phương Nguyên uống xong chén rượu thứ ba, Sama và Tô Bạch Mạn đã bí mật truyền âm xong, hai người bọn họ nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, bọn họ quyết định trợ giúp Phương Nguyên luyện chế tiên cổ trí đạo, cho dù Phương Nguyên cố tình áp chế, bọn họ cũng chấp nhận. Thậm chí, ngay cả việc bắt phương nguyên thế thốt hoặc dùng cổ trùng do xét thực lực chân thật của hắn cũng không sa ma tô bạch mạ tất nhiên không phải kẻ ngu mại trừ công lực phúc địa ngọc lộ đến cửa ải quan trọng nhất không cho phép sơ sót mai nhu cầu cấp bách trợ giúp phương nguyên bọn họ còn có ý định khác đó chính là giao hảo với phương nguyên dù sao tiềm chất trí đạo mà phương nguyên thể hiện ra hoàn toàn đáng để bọn họ đầu tư cổ tiên trí đạo rất thừa thớt có thể kết bạn với cổ tiên trí đạo lại càng quý giá nhưng trong lúc Sama ma đang định lên tiếng đồng ý dị biến đột nhiên phát sinh nước biển chấn động kịch liệt một tia chớp nổ vang đánh xuống cung điện dưới đáy biển ngay sau đó một ánh lửa trướng mắt từ trên mặt biển bắn xuống uy thế kinh thiên động địa đánh thẳng vào cung điện của Sama. tầm ầm một tiếng vang thật lớn hành cung rộng lớn dưới đáy biển lóe lên ánh sáng của cổ trận phòng ngự quang huy trào trống chưa đến một hơi thở đã bị ánh lửa xé rách chương một nghìn hai chim phẫn nộ một trong khoảnh khắc đất vạch bắn tung tóe cung điện hóa thành phế tích ánh lửa bám vào nước biển không cách nào dập tắt được bớt tiệc sự đang còn uống thỏa thích đã bị ngâm nước nóng nước biển tràn vào bao phủ bữa tiệc bao gồm luôn cả đám người phương nguyên như ngồi ở đây đều là cổ tiên muốn song sót dưới đáy biển hoàn toàn không thành vấn đề sa ma là tiên cương không cần hô hấp trong nước biển lã rừng sốt một chút chợt đứng dậy ngẩng đầu nhìn mặt biển nổi giận hét lớn thật can đảm người nàng dám đánh hải vực sa ma ta tô bạch mạn đứng bên cạnh sa ma cũng ngước mặt lên sắc mặt tái xanh Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh Liếc nhìn nhau, cảm thấy buồn bực. Thực lực Sa Ma không tầm thường, lại có Tô Bạch Mạn đi theo, tiến thoái một lòng. Tổ hợp này cực kỳ khó chọc. Quan trọng là sau lưng còn có Cương Minh Đông Hải. Cương Minh Đông Hải là tổng bộ Cương Minh của Nam Vực, thực lực hùng hậu, thế lực khổng lồ, so với gia tộc siêu cấp còn cao hơn một bậc. Có thể xưng là bá chủ trong giới tu hành Đông Hải. Rốt cuộc là ai dám trực tiếp đánh vào địa bàn của Sa Ma? Hả? Sa Ma vừa quát xong, một âm thanh vang vọng bên tai mọi người vừa nãy chỉ là món ăn khai vị nho nhỏ lão nương không chỉ hủy cung biện của ngươi mà còn đánh cho đôi cầu nam nữ này không đứng dậy được giọng điệu phách lối vô cùng nhưng âm thanh lại rất trong là một nữ tiên là à ta tô bạch mạng nhận ra giọng nói này hai mắt mở lớn gương mặt hiện lên sự kinh ngạc và ngưng trọng một bóng người đỏ tươi từ trên trời bay xuống thét vào trong biển bước bốn người dưới đáy biển phương nguyên nổng đầu nhìn chỉ thấy tốc độ hạ xuống của vị nữ tiên này cực nhanh toàn thân trên dưới của nàng ta đều bốc lên ngọn lửa hừng hực ngọn lửa chập trờn trong nước còn diện mạo của nữ tiên thì bị giấu bên trong ngọn lửa Nhìn không được rõ ràng khí tức minh mông này là của tiên bát truyền thái bạch vân sinh thất thanh kêu lên phương nguyên nhau mắt trong lòng bổ sung một câu trần xác mà nói là một nữ tiên cương bát truyền ngay sau đó sa Man đã nói lên thân phận của nữ tiên đó thần thiên ma nữ ngươi bị điên rồi sao dám đánh người nhà trong cương minh của mình ngươi đang khiêu khích quyền uy của cương minh nhất định sẽ bị chế tài nghiêm khắc. Phần Thiên Ma nữ. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên, hắn đã nghe qua cái tên này, thậm chí đã sớm như sấm bên tai, Cần Thiên Ma nữ, cổ tên bát chuyển đến từ Bắc Nguyên, là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, Phương Nguyên chui vào Cương Minh Bắc Nguyên, đã từng nhiều lần nghe thành viên Cương Minh bàn tán hoặc nhắc đến, đều là tán thưởng, kính nể chiến lược hung mãnh của Phần Thiên Ma nữ, cùng tác phong cường thế của nàng ta. Nghĩ không ra, lần này lại dùng loại phương thức đó mà gặp được người này thần thiên ma nữ được bao phủ trong ngọn lửa ngửa đầu cười to sa ma ngươi đừng có mà xé loạn ra hộp chuyện của chúng ta là mâu thuẫn thành viên nội bộ cương minh nói ngươi trộm tiên tài của lão nương ý ngươi như thế nào tô bạch mạn vừa định chất vấn phần thiên ma nữ nhưng không ngờ đã bị phần thiên ma nữ phủ đầu trước không khỏi kinh ngạc sa ma hét lớn đánh rắm ta trộm tiên tài của ngươi lúc nào ngươi muốn vu hãm ta thì tìm một lý do đáng tin cậy chút mấy ngày qua ta đều cẩn trọng vì cương minh mà làm việc công lực phúc địa ngọc lộ nào có thời gian và tâm trạng rảnh rỗi đến trộm tiên tài của ngươi ngươi đây là muốn đến gây chuyện cần thiên ma nữ cũng không hoảng hốt ngược lại còn vô cùng tự tin cười to hát lần này lão nương đến tất nhiên là có mang theo nhân chứng vật chứng sa ma ngươi không chống chế được đâu sa ma giận quá hóa cười được ta ngược lại muốn xem xem ngươi có nhân chứng vật chứng nào trên biển đáy biển hai bên rằng co bầu không khí vô cùng khẩn trương trước đó một khác phương nguyên và sa ma còn uống rượu vui vẻ một khác sau đó cả đám bị người ta đánh tới cung điện dưới đáy biển của sa ma hóa thành một vùng phế tích như người ta nói người trong nhà hoa cũng có thể từ trên trời rơi xuống phương nguyên và thái bạch vân sinh liếc nhìn nhau thái bạch vân sinh chuyển âm cho phương nguyên thần thiên ma nữ là đại năng bắt chuyển tuyệt không phải người mà chúng ta có thể địch nổi phương nguyên trầm chậm, chậm gật đầu hắn hiểu ý của thái bạch vân sinh chính là y lặng theo dõi kỳ biến đến cấp độ cổ tiên số chuyển càng cao trên lệch lại càng lớn ngay cả phương nguyên Thái Bạch phân sinh, Sang Ma, Tô Bạch mạn hợp lại đối kháng, bất kể hy sinh cũng chưa chắc có thể đánh lại mấy hiếp với phần thiên ma nữ. Đây tuyệt đối là cường địch, trên cơ bản. Cổ tiên bát truyền chỉ có thể do bát truyền đối kháng, Sang Ma cũng biết điều này, cho dù hang ổ của vã bị hủy, lá cũng không dám cứng đối cứng với phần thiên ma nữ. Dựa vào tính tình của Sang Ma, hang ổ của mình bị người ta phá hủy, lá đã sớm nhào vào đánh một trận, nhưng phần thiên ma nữ trước mắt là cổ tiên bát truyền, cho dù sa ma có nóng tính đến cỡ nào cũng phải kiềm nén lại lã biết mình không phải là đối thủ của cổ tiên bát truyền phương pháp giải quyết tốt nhất cho cục diện trước mắt cũng chỉ là dựa vào quy củ của cương minh để tiến hành thương lượng toàn thiên ma nữ đã vi phạm quy củ của cương minh tìm đến gây phiền phức cho người một nhà tùy tiện công phạt như vậy đơn giản là xem cương minh nhi chỗ không người Nhưng phần thiên ma nữ lại giống như nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười nói sa ma chứng cứ mà ngươi muốn còn không đơn giản sao bạn đan ra đây thần thiên ma nữ quát lớn một tiếng cổ tiên bạc đan từ sau lưng phần thiên ma nữ bước ra lã cúi đầu gương mặt đắng chát hành lễ thật sâu sa ma đại nhân tô bạch mạn đại nhân ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi nhìn thấy bạc đan sắc mặt sa ma lập tức trầm xuống tô bạch mạn cũng hử lại mơ hồ đoán ra được kế hoạch của phần thiên ma nữ quả nhiên sau một khắc mọi người liền nghe được tiếng quát mắng khiển trách của phần thiên ma nữ sa ma tô bạch mạn hai người các ngươi sai bạc đan trộm tiên tài bát truyền dược băng của ta ta bế quan tu luyện nên lơ là vì thế các ngươi mới có cơ hội đạt được hôm nay ta đến chính là muốn đòi một công đạo thì ra bằng đan vốn lăn lộn rất thê thẳng tuy là người sống nhưng lại luân lạc đến tình trạng gia nhập cương minh trước đó hai vực cá nhân của gã đã bị phần thiên ma nữ dùng vũ lực bức bách chiếm đoạt phương nguyên tiến vào đông hải lấy thân phận thất tinh từ gia nhập đội ngũ của sa ma tiến hành công lực phúc địa ngọc lộ bằng đan là cổ tiên trí đạo và mở bản lĩnh không tốt nên bị phương nguyên ám toán để bảo vệ vị trí của mình lã không khỏi đút lót cho tô bạch mạn hai tay dâng tiên tài bát chuyển băng dược để đổi lấy mấy lời hữu ích từ tô bạch mạn nhưng cuối cùng năng lực bạc đan quá yếu sa ma dần dần lạnh nhạt với vã bạc đan cùng đường mặt lộn. ý định mượn nhiều cương minh tạo áp lực cho phần thiên ma nữ đòi lại hải vực cá nhân của mình nhưng gã chỉ là lục chuyển thần thiên ma nữ là đại năng bát chuyển là thủ lĩnh đứng đầu cương minh bắc nguyên mặc dù cương minh tiếp nhận cáo trạng của bạc đan nhưng đều lựa lời từ chối, lấy kéo dài làm chủ. Bọn họ làm sao có thể chỉ vì một bọc đan mà đắc tội với phần thiên ma nữ thực lực cường đại chứ? Tuy thế, tình huống của bạc đan càng thêm thê thảm, cho đến khi phương nguyên phá giải sát chiêu chiến trường mê cung bát môn, giúp cho sa ma công lực phúc địa ngọc lộ có được đột phá to lớn, chương 1291, Chi phẫn nộ hai sa ma công lực phúc địa ngọc lộ, cho đến nay đều là chuyện khiến người ta phải chú ý, mắt thấy phúc địa ngọc lộ sắp bị công phá, lợi lớn trước mắt, phần thiên ma nữ lập tức nấp ngáy ngay mặc dù tu vi phần thiên ma nữ chắc tuyệt vượt qua ra ma một bậc chiến lực cường đại nhưng muốn đoạt thành quả của phúc địa ngọc ngộ tuyệt không thể dùng sức mạnh dù ra nơi này là đông hải mà không phải bắc nguyên nơi này là tổng bộ cương minh không phải phân bộ bắc nguyên của nàng ta nếu nàng là người của cương minh vậy thì không thể phá hư quy củ vậy là nàng ta chủ động đưa tin cho bạc đan giả bộ sẽ trả lại hài vực tư nhân cho gã đồng thời còn cung cấp thù lao cho gã trong lúc bạc đan đang lang bạt không ngơi nương tựa nhận được tin tức này tất nhiên là vui mừng quá đỗi kết quả khi trở về lã lại bị phần thiên ma nữ ép bức muốn vu hãm sa ma và tô bạch mạn bạc đan không dám tác tội với phần thiên ma nữ đương nhiên cũng không dám đắc tội với sa ma tô bạch mạn chỉ biết thầm kêu mắc lửa hối hận không thôi nhưng đã rơi vào tay của phần thiên ma nữ đúng là thân bất do kỳ cuối cùng lã bị phần thiên ma nữ giam lòng mang theo bên cạnh cùng nhau công kích hành cung dưới đáy biển của Sama, ánh mắt của Sama từ bạc đan chuyển sang phần thiên ma nữ. Lã biết bạc đan chỉ là một con cờ, căn bản không phải mấu chốt. vua hãn này chính là không thể điều tra. Sama cố gắng kiềm chế nộ khí trong lòng, cười lạnh với phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ, ngươi muốn hái quả thì cứ đến mà hái, cần chi liên lụy người vô tội chứ? Tô Bạch Mạn cũng lên tiếng: Thần thiên ma nữ đại nhân, ngươi tốt xấu gì cũng là đại năng bát chuyển tướng ăn như vậy không khỏi quá mức khó coi thần thiên ma nữ cười ha hả nàng ta đương nhiên cũng biết cái cớ này căn bản đứng không vững nhưng không sao nàng ta chỉ cần một cái cớ là được cái cớ này chỉ có thể qua loa với tổng bộ cương binh cũng không thể bức bách vợ chồng sa ma đi vào khuôn khổ muốn bức bách vợ chồng sa ma đi vào khuôn khổ không cần phải lấy cớ mà là dùng vũ lực cho nên lần này nàng ta đến đây chiến ý hừng hực chủ động đến gây chuyện ha 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 phần thiên ma nữ ngừng cười tinh mang bắn ra từ trong mắt nhìn xuống đáy biển Ba chiêu. Cái gì? Tô Bạch Mạn kinh ngạc. Trong vòng ba chiêu ta sẽ giải quyết các người. Nếu các người có thể ngăn được ba chiêu của ta, ta xem như chưa từng đến đây, thần thiên ma nữ nghiêm túc nói. Sa Ma và Tô Bạch Mạn liếc nhìn nhau. Sa Ma thở ra một hơi, nói. Được, vậy để bốn người chúng ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạng, tức hạnh ba chiêu của phần thiên ma nữ khiến cho Sa Ma nhìn thấy được hy vọng. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là địa thế mạnh hơn người. Lá không đồng ý cũng phải đồng ý. Tẻ yếu từ trước đến nay không có quyền lựa chọn thái bạch phân sinh hơi cao mày ban đầu ông không muốn ra tay nhưng sa ma giả hoạt một câu đã buộc ông và phương nguyên cùng một chỗ cùng đứng về phía đối lập với phần thiên ma nữ phương nguyên vẫn như nước chảy mây trôi mặt không đổi sắc tô bạch mạn bỗng truyền âm cho bọn họ hai vị nếu hôm nay có thể vượt qua kiếp nạn này vợ chồng chúng ta xem như thiếu hai vị một nhân tình về phần thù lao tuyệt không thiếu hai vị đảm bảo hài lòng xin hai vị toàn lực ủng hộ phu nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phương nguyên lập tức trả lời. thật ra trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, làm dáng một chút là được rồi. loại chuyện nguy hiểm ăn thiệt này, có mốc mới làm. tô bạch mạn hơi gật đầu với phương nguyên và thái bạch vân sinh, ánh mắt cảm kích vừa lóe lên đã biến mất. ta là cổ tiên trí đạo, thái bạch vân sinh am hiểu trị liệu, lát nữa có biểu hiện hơi tệ cũng có thể đưa ra lý do. phương nguyên chủ động bước về phía trước, đứng chung một chỗ với sa ma và tô bạch mạn, ngửa đầu nhìn phần thiên ma nữ trên mặt biển. Thái Bạch phân sinh âm trầm thở dài một hơi, đi trao bên cạnh Phong Nguyên. Thần Thiên Ma nữ cười nhẹ, biểu hiện như chẳng quan tâm. Nàng ta xẻ bàn tay ra, mở rộng năm ngón tay, tách. Một tiếng vang nhỏ vang lên, một ngọn lửa màu cam xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Năm ngón tay phần Thiên Ma nữ không ngừng nhào nặn ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa màu cam này không hề tầm thường, vô cùng co giãn. Thần Thiên Ma nữ dùng sức nhào nặn, khiến cho người ta có cảm giác nàng ta giống như đang nhào nặn một cục thịt. Sau mấy hơi thở bên trong ngọn lửa màu cam được nhào nạn dần dần hình thành một con chim phần thiên ma nữ mở bàn tay ra con chim lửa nhảy khỏi lòng bàn tay của nàng ta sau đó vỗ hai cánh lưu diếu bên cạnh phần thiên ma nữ thần thiên ma nữ chơi đổ với con chim lửa giống như quên mất ước hẹn ba chiêu trước đó nhưng mặc kệ là sa ma tô bạch mạ hay là phương nguyên thái bạch vân sinh lúc này hương mặt đều khó coi vô cùng bề ngoài con chim lửa này rất đáng yêu hoạt bát nhưng trong mắt bốn vị cổ tiên thì lại ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố một khi phóng xuất ra ngoài nhất định kinh thiên động địa cho dù cả tòa cung điện này toàn bộ cá mập sinh linh nước biển mênh mang chỉ sợ sẽ bị một kích này tiêu diệt sạch sẽ cổ tiên bát chuyển không phải lục truyền thất truyền có thể ngăn cản tức hạnh ba chiêu chẳng qua chỉ là một trò đùa chỉ một chiêu thứ nhất bốn người sa ma không nắm chắc mình có thể tiếp nhận thần thiên ma nữ đại nhân không biết một chiêu này của ngài gọi là gì im lặng một lát sa ma lên tiếng tinh thần đều xa sút âm thanh hơi khàn khàn thần thiên ma nữ cười khẽ mấy trăm năm trước ta tu hành vô ý lửa giận công tâm suýt chút nữa mất mạng khi tu dưỡng sinh tức ta bỗng nhiên có linh cả sáng tạo ra một sắt chiêu bát chuyển này ta đã đặt tên cho nó là chim phẫn nộ chim phẫn nộ cái tên này khiến đám người sa ma ngạc nhiên đồng thời trong lòng lại càng đáng chát không hề nghi ngờ thần thiên ma nữ cố ý làm như vậy nàng ta muốn thể hiện áp lực của mình áp bách đám người sa ma cúi đầu thủ đoạn này cực kỳ thô thiển, như khí thế của phần thiên ma nữ bá đạo đi thẳng về thẳng, quan trọng nhất là tu vi chắc tuyệt, chiến lực hùng hồn, bởi vậy mới cực kỳ hữu hiệu. Lúc này chỉ mới là chiêu thứ nhất, đấu trí của đám người phương nguyên đã tiêu tán, nhưng sa ma vẫn cố trò chống. Lã nói với ba người bên cạnh, ba vị tạm thời lui lại, chiêu thứ nhất để ta đối phó, không đợi đám người phần thiên ma nữ đáp lại, sa ma đã bước lên phía trước một bước, cất cao giọng nói, chỉ một con chim phẫn nộ thôi mà thần thiên ma nữ đại nhân mời Cần thiên ma nữ dưỡng sờ hai mắt nhang lại giọng điệu nghi hoặc ngươi nhất định phải tiếp một chiêu này của ta sao chúng ta lùi lại phía sau đi tinh mang loài lên trong mắt tô bạch mạng rồi biến mất phương nguyên và thái bạch vân sinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn một chiêu này của phần thiên ma nữ tuy nan kinh khủng bốn người bọn họ lên thủ còn không có hy vọng bây giờ sa ma lại chủ động xuất chiến một thân một mình không muốn người khác trợ giúp vợ của gã là tô bạch mạng lại tin tưởng gã một kích tuyệt đối như vậy rốt cuộc là vã đã dựa vào cái gì được ta ngược lại muốn xem xem dũng khí của ngươi từ đâu mà đến thần thiên ma nữ không chút do dự hơi chuyển động suy nghĩ một chút con chim lửa đâm rách nước biển bay về phía sa ma chương 1292 nghìn hai trăm chín mươi thú thái cổ cá mập nhất chỉ lưu như vừa mới xâm nhập vào nước biển một luồng khí tức cường đại đột nhiên dâng lên có địa vị ngang với phần thiên ma nữ sa ma lộ ra nụ cười được như ý muốn từ đằng xa tô bạch mạn thở dài một hơi giải thích với phương nguyên và thái bạch vân sinh lúc trước vợ chồng ta cố ý xây dựng cung điện ở đây tất nhiên là có nguyên nhân khí tức bành trướng ánh mắt của mọi người đều bị thu hút thì chiều theo khí tức mãnh liệt dâng lên rất nhiều hải lưu được tạo ra giống như vô số long mãng to lớn kết thành bầy ghé ngang qua đáy biển từng dòng nước xoáy ngầm được hình thành số lượng càng lúc càng tăng vọt rất nhanh dòng nước xoáy hiểm át đã dâng đến tận trời che kín cả vùng biển này đây là thái bạch vân sinh kinh ngạc kêu lên hoang thú thái cổ tinh mang lóe lên trong mắt phương nguyên dã thú bình thường bách thú vương thiên thú vương vạn thú vương cú hoàng hoang thú hoang thú thượng cổ hoang thú thái cổ trong đó hoang thú thái cổ có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển ánh mắt của sa ma và tô bạch mạn sáng rực lên chăm chú nhìn luồng khí tức chính giữa ở đó thân hình của hoang thú thái cổ đang dần dần hiển hiện kẻ địch không rõ thần thiên ma nữ không khỏi tạm hoãn thế công suy nghĩ khẽ động thu hồi lại con chim lửa đến bên cạnh thủy triều lên xuống sóng cả mãnh liệt trên mặt biển là sóng gió hiểm ác dưới mặt biển lại là những cơn sóng ngầm sau mấy hơi thở hoang thú thái cổ thần bí rốt cuộc đã hiển lộ chân dung con hoang thú thái cổ cường đại này lại nhỏ bé nằm ngoài dự liệu chỉ bằng một ngón tay của người bình thường đây là một con cá mập lò nhắn đáng yêu vô cùng hoàn toàn không chênh lệch với ngón trỏ của người trưởng thành bao nhiêu toàn thân nó lóng lánh ánh sáng màu bạc ánh sáng này không hề chói mắt ôn nhuận như nước giống như tơ lộ bao vây toàn thân con cá mập khi tức cường đại như vậy nhưng bản thể lại là như thế thái bạch vân sinh cảm khái sắc mặt cổ quái nhưng phần thiên ma nữ đối diện lại lộ ra biểu hiện ngương trọng con cá mập con không để ý đến đám người phương nguyên và sa ma đằng sau lưng vừa mới ra trận đã trừng mắt nhìn phần thiên ma nữ địch ý nồng động lúc này sa ma mới thở ra một hơi truyền âm nói với phương nguyên và thái bạch vân xin kế sách của ta may mắn thành công hai người đừng xen thường con cá mập con này nhé nó chính là cá mập nhất chỉ lưu cá mập nhất chỉ lưu thái bạch vân Sinh kinh ngạc ánh mắt hiện lên sự chấn kinh rất lớn cổ tiên bình thường không biết cá mập nhất chỉ lưu nhưng thân là cổ tiên trụ đạo thái bạch vân sinh đã sớm nghe thấy tên trên thực tế cổ tiên trụ đạo trên cơ bản đều thuộc một khẩu quyết cá mập nhất chỉ lưu hoa sát na phương âm thanh thệ thủy thiên ý vô tình cá mập nhất chỉ lưu chiếm cứ vị trí đầu của câu khẩu quyết tên tuổi to lớn cũng không quá đáng chút nào nó chính là hoang thú trụ đạo bát chuyển trên người có rất nhiều đạo ngân trụ đạo vì thế nhục thân của nó có thể du đãng trong dòng sông thời gian con cá mập này bình thường đều ẩn mình bên trong dòng sông thời gian không hiển lộ chân thân Vợ chồng chúng ta cũng là ngoài ý muốn may mắn phát hiện tung tích của nó. Về sau, chúng ta đã cố ý yêu cầu vùng biển này, cuối cùng tạo nên Sa Hải. Sa Ma giải thích với Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, thần thiên ma nữ chợt cười. Thì ra là thế, khó trách vợ chồng các ngươi lại không tiếc bất cứ thứ gì đổi lấy sát chiêu Tiên Đạo hạ khắc thượng của tông sư Nô Đạo bắt bách thập. Lục. Các ngươi muốn dựa vào sát chiêu hạ khắc thượng này để thu phục con cá mập nhất chỉ lưu. Nô Đạo, từ trước đến nay luôn là kẻ trên nô dịch kẻ bên dưới ví dụ như khi phương nguyên còn ở bắc nguyên hắn đã dùng thân phận lang vương thường sơn âm để tham gia cuộc chiến vương đỉnh. khi đó hắn đã lợi dụng vạn thú vương thiên thú vương để gián tiếp thao túng đại quân sói dù sao nội tình hồn phách cũng có hạn cổ sư nô đạo không có khả năng quản lý tất cả dã thú quy mô đàn thú càng lớn sức khống chế của cổ sư nô đạo càng yếu ánh vác hồn phách cũng lớn hơn tăng không cách nào điều khiển được tinh diệu nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối cổ là thiên địa thật tinh ngươi là vạn vật chi linh linh trí của con người hoàn toàn xứng đáng là khôi thủ vạn vật trong dòng sông lịch sử đã từng xuất hiện một vị tông sư nô đạo trước kia lai lịch của người này thấp hèn xuất thần nô lệ thân phận thấp y đã không ngừng lợi dụng cơ hội trải qua vô số nguy hiểm không ngừng trưởng thành cuối cùng lao lên được bình nhân sinh y chính là bách bát thập nô thiên tài một đời ngô đạo bình thường đều là từ trên khống chế xuống dưới nhưng y lại thực hiện phương pháp trái ngược từ dưới khống chế ngược lên trên điều này cũng không phải là không có đạo lý Lấy một ví dụ, hoàng đế là chủ thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay, cao cao tại thượng. Nhưng có đôi khi, nhân dân trên dưới một lòng, hoàng đế cũng sẽ bị dân ý bắt trói, không thể không làm ra chuyện vi phạm ý nguyện của mình, đối mặt với suy đoán của Vân Thiên Ma nữ. Sa Ma gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, ngươi đoán không sai, đúng là như vậy. Ta không ngừng kinh doanh cá mập ở vùng biển này, chính là muốn lợi dụng đàn cá mập thu phục cá mập nhất chỉ lưu, chỉ tiếc là, cảnh giới nô đạo của ta không đủ cũng không tạo được tiên cổ sát chiêu hạ khác thượng, đến nay cũng vẫn chưa thành công. Nghe đến đó, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên không khỏi liếc nhìn nhau, toan tính của sa ma cực lớn, giá tông cũng không nhỏ, lã chỉ là một tiên cương thất truyền, nhưng lại muốn thu phục một con hoang thú thái cổ, có thể thành tựu cổ tiên, quả nhiên không một ai đơn giản, nếu để cho gã thành công, với một tay chân như vậy, sa ma sẽ có một nửa chiến lực cổ tiên bát triển, địa vị sẽ nước lên truyền lên, uy danh, lợi ích cứ cuồn cuộn mà đến, giai đoạn hiện tại, mặc dù vã chưa thành công nhưng cũng đã có được thành quả ít ra sau khi con cá mập nhất chỉ lưu này xuất hiện cũng không nhìn Sama ma mà nhắm ngay phần thiên ma nữ với ánh mắt cừu hận và vẫn nộ sa tiếp tục nói hơn nữa con cá mập nhất chỉ lưu này không chỉ là hoang thú thái cổ trên người nó còn ký sinh mấy tiên cổ trụ đạo sa ma nói như vậy là để cho phần thiên ma nữ biết khó mà lui cũng không tính là tiết lộ tình báo một con cá mập nhất chỉ lưu tràn lập khí tức tiên cổ không cần che giấu cho dù phương nguyên hay thái bạch vân sinh đều cảm nhận được rõ ràng chứ đừng nói chỉ đến phần thiên ma nữ nghe nói bên trong dòng sông thời gian sinh tồn rất nhiều cổ trùng trụ đạo con cá mập nhất chỉ lưu này có thể tự do xuyên thẳng qua dòng sông thời gian hiện tại trên người mang tiên cổ cũng không có gì kỳ quái thái bạch vân sinh nhẹ giọng thì thầm bên tai phương nguyên phương nguyên nghĩ đến di tàng của hồng liên ma tôn muốn lấy được di tàng của hồng liên ma tôn nhất định phải xâm nhập vào dòng sông thời gian có lẽ có thể dựa vào năng lực của cá mập nhất chỉ lưu cá mập nhất chỉ lưu vô cùng thưa thớt, cho dù bên trong dòng sông thời gian cũng không có nhiều, chỉ một cao, đây là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, khó trách Sama và Tô Bạch mạng không tiếc cái giá phải bỏ ra, hao phí thời gian và tinh lực cũng muốn có được một con cá mập nhất chỉ lưu. Chương 1293, cá lớn nuốt cá bé một ha ha ha, lời của Sama khiến cho phần thiên ma nữ phải cười to. Nhanh ngươi nói như vậy, lão nương ta ra tay lại càng thêm mãnh liệt, Sama Ngươi muốn dựa vào ngoại lực để ta rút đi, không chiến mà thắng. Hồ. si tâm vọng tưởng, vừa dứt lời, Cần Thiên Ma nữ điểm ngón tay một cái, con chim lửa nhỏ đang đậu trên vai trái nàng ta đột nhiên phát động, chiếu chuẩn phương vị của Sa Ma mà lao xuống. Đế rồi, bốn người Sa Ma đều khẩn trương trong lòng, tòa thân căng lên, tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Con chim lửa nhỏ nhìn thì giống như vô hạn, nhưng thật ra lại rất phi phàm. Như nói thì chậm, tốc độ lại xảy ra rất nhanh. Con cá mập nhất chỉ lưu đột nhiên di chuyển hóa thành một hình đam đóng màu bạc, tiến hành phản công, tốc độ của cả hai cực nhanh, trong nháy mắt đã chạm vào nhau trong nước biển, không có âm thanh, cũng không có tiếng nổ, một khắc va chạm. Chuyện kỳ lạ đã phát sinh, hai bên đột nhiên yên tĩnh lại, từ cực tốc biến thành cực tĩnh, một khắc đó, con cá mập nhất chỉ lưu và con chim lửa nhỏ đều giống như biến thành hình trên bức tranh, chuyển biến như vậy khiến người xem cảm thấy đột ngột, sau đó, đám người phương nguyên liền nhìn thấy con cá mập nhất chỉ lưu chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng dùng chóp mũi điểm một cái lên người con chim lửa nhỏ, sau đó, con cá mập nhất chỉ lưu bay vọt một cách rất yêu nhã, toàn bộ cơ thể vượt qua con chim lửa nhỏ, tiếp tục bay về phía trước, chỉ trong nháy mắt, hiệu quả đứng im không còn sót lại chút gì. Tốc độ của con chim lửa nhỏ và và con cá mập nhất chỉ lưu đã khôi phục lại như lúc trước, nhưng con cá mập nhất chỉ lưu đã vượt qua được con chim lửa nhỏ đánh tới phần thiên ma nữ. Còn con chim lửa nhỏ thì đánh tới đám người sa ma, Sa ma và Tô Bạch Mạn đã đề phòng từ lâu. Thấy con chim nhỏ bay vần đến thì nín hơi cắn răng muốn chống cự, phương nguyên gần như muốn rút lui. Đúng lúc này, con chim lửa nhỏ đột nhiên vũ cánh sẹt qua một đường vòng cung, thay đổi phương hướng đuổi theo con cá mập nhất chỉ lưu. Quá linh hoạt, sa ma tránh được lần đối kháng này, không khỏi chấn kinh. Con chim lửa nhỏ này quả thật được điều khiển giống như cánh tay. Cho suy nghĩ mà động, sen ra cũng không phải sắt chiêu viêm đạo đơn giản. Tất nhiên có sen lẫn thủ đoạn trí đạo, trong đầu phương nguyên nhanh chóng phân tích cảnh tượng vừa rồi hẳn là do một con tiên cổ trụ đạo trên người con cá mập nhất chỉ lưu phát động con tiên cổ này khiến cho tốc độ thời gian trôi qua trong một phạm vi nhất định trở nên cực kỳ chậm chạp nhìn cả hai từ cực nhanh truyền thành đứng im thật ra tốc độ vẫn luôn không thay đổi thái bạch vân xin nói tô bạch mạng ngợt đầu phụ họa không những như vậy về sau con cá mập nhất chỉ lưu dùng chốc mũi điểm vào cơ thể con chim lửa nhào một cái một khắc này khí tức tiên cổ thay đổi là con tiên cổ trụ đạo thứ hai phát động chỉ là hiệu quả không rõ vừa dứt lời hiệu quả đã xuất hiện sắc mặt phần thiên ma nữ thay đổi bởi vì con chim nhỏ đang ra sức đuổi theo con cá mập nhất chỉ lưu ở đằng sau đã nổ tung oanh tiếng nổ vang vọng trời đất khi lanh binh mông dâng trào bốn phía chỉ trong nháy mắt rất nhiều nước biển bốc hơi rất nhiều sinh linh táng mệnh ngay tại chỗ toàn bộ mặt biển bị nổ thành một hố sâu hình tròn khi con chim lửa nhỏ bị nổ tung nó đã nhanh chóng bay ra khỏi mặt biển nhưng hố sâu bên dưới lại chạm đến bùn cát dưới đáy biển sâu sau đó nước biển chung quanh tràn xuống lấp đầy hố sâu thủy triều cuồn cuộn sóng lớn trùng thiên bùng cát lăn lộn dưới mặt đất tầng mắt trở nên cực kém hoàn toàn thay đổi đám người phương nguyên cũng có chút chật vật bất đắc dĩ từ đáy biển bay lên lơ lửng trên không trung tiếp tục quan chiến chỉ thấy con cá mập nhất chỉ lưu giống như một mũi tên màu bạc vò thẳng vào mặt phần thiên ma nữ sắc mặt phần thiên ma nữ ngưng lại nào dám chống đỡ ngươi là vạn vật chi linh câu nói này không giả nhưng luận sức mạnh khôi phục tốc độ cũng không phải xuất chúng trong vạn vật cho dù thành tựu của tiên bình thường cũng không so được với hoang thú Đừng nhìn hình thể con cá mập nhất chỉ lưu bé nhỏ nhưng nó lại là hoang thú thái cổ bên trong cơ thể nhỏ bé ẩn chứa man lực kinh người con cá mập nhất chỉ lưu bay vọt đến thần thiên ma nữ không phải cổ tiên lực đạo chủ tu viêm đạo tất nhiên biết khó mà ngăn cản kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta vô cùng phong phú con chim nửa nhỏ hy sinh rất có giá trị đám người phương nguyên đã nhìn ra được rất nhiều tin tức tình báo cần thiên ma nữ tất nhiên cũng không ngoại lệ sát chiêu viêm đạo mũ chỉ viêm liên chỉ trong chốc lát thần thiên ma nữ đã đưa ra lựa chọn sáng suốt thân hình nàng ta bỗng nhiên bay ngược đồng thời bàn tay phải mở ra năm ngón tay hóa thành năm ngọn lửa nhỏ giống như roi hoặc xiềng xích lao thẳng đến con cá mập nhất chỉ lưu Mũi chỉ viêm liên mắt thấy xác cuốn lấy con cá mập nhất chỉ lưu nhưng lúc này lại phát sinh cảnh tượng lúc trước chung quanh con cá mập nhất chỉ lưu thời gian đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp cá mập nhất chỉ lưu là hoang thú trụ đạo dựa vào năng lực thích ứng biến thái và đạo nguyên trụ đạo trên người hạn chế đối với nó là rất ít ngũ chỉ viêm liên quấn vào nhau nhưng dáng người con cá mập nhất chỉ lưu lại linh hoạt không ngừng du tẩu bên trong không gian vô cùng nhỏ bé dùng tư thái không thể tưởng tượng nổi thành công thoát khỏi sau đó nó đã đuổi kịp phần thiên ma nữ trực tiếp xuyên thủng trán của nàng ta cơ thể nhỏ bé giống như mũi tên màu bạc xuyên thẳng qua đầu phần thiên ma nữ xuyên ra ngoài thành công rồi sao tô bạch mạn vừa mừng vừa sợ hung mang bắn ra từ trong mắt sa ma không khỏi ngon em muốn động mặc dù cơ thể tiên cương không có nhược điểm chí mạng như cổ tiên bình thường, nhưng nó cũng có khuyết điểm. não chính là một trong số đó. tốc độ tư duy của tiên cương rất trọng, cho nên phải dựa vào cổ trùng trí đạo để tạo ra suy nghĩ, phụ trợ suy nghĩ. não hải phần thiên ma nữ bị xuyên thủng. mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đã bị trọng thương. nếu bốn người chúng ta thừa cơ đặt công khi trong đầu sa ma vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, con cá mập đã quay lại một lần nữa xuyên thủng lồng ngực của phần thiên ma nữ. một ngọn lửa thiêu đốt trong chốc mắt đã khôi phục lại cái lỗ trên trán và ngực của vần thiên ma nữ như lúc ban đầu nhìn thấy tình múng như vậy phương nguyên liếu lưỡi không thôi sát chiêu thật lợi hại có thể khôi phục lại nhanh như thế thần thiên ma nữ ôm ngực lạng yên nhìn con cá mập nhất chỉ lưu nàng ta đã bị trọng thương nhưng lúc này lại mỉm cười hát thú vị thật thì ra có đến ba con tiên cổ trụ đạo một con tiên cổ có thể tạm hoãn thời gian một con có thể gia tốc thời gian còn một con có thể thay đổi cảm nhận của ta đối với thời gian mặc dù không biết rốt cuộc tiên cổ trụ đạo là gì uy lực cực hạn như thế nào nhưng phần thiên ma nữ đã có thể suy đoán được đại khái trước đó con cá mập nhất chỉ lưu động vào con chim lửa nhỏ đào thoát khỏi ngũ chỉ viêm liên tất cả đều dùng tiên cổ trụ đạo thứ nhất tạm hoãn thời gian tề phần gia tốc thời gian là dùng thấp mũi đụng vào con chim lửa nhỏ một chút con chim lửa nhỏ không thể tiếp tục sau khi một phần thông đó bị nhất chỉ lưu điểm chúng thời gian biến nhanh đạt đến trình độ vỡ vụn sau đó điểm vỡ vụn bộc phát dẫn động những bộ phận khác của con chim lửa nhỏ, cuối cùng phá hủy kết cấu ổn định của con chim, dẫn đến nó tự bạo, nổ nát phạm vi 10 dặm hài vực. Chương 1294, cá lớn nuốt cá báy hai cuối cùng, nhất chỉ lưu xuyên thủng ngực và chăn của phần thiên ma nữ chính là lợi dụng tiên cổ trụ đạo ảnh hưởng cảm giác thời gian của phần thiên ma nữ. Dẫn đến phần thiên ma nữ tránh không kịp nên mới bị trúng chiêu. Sa ma không khỏi cau mày, cảm thấy không ổn. Trên người con cá mập nhất chỉ lưu hoàn toàn có ba lồn khí tức tiên cổ. Sau mấy hiệp, thần thiên ma nữ đã thăm dò được rõ ràng nội tình của con cá mập điều này cho thấy tạo nghệ chiến đấu cực kỳ cường đại của cổ tiên bát chuyển đồng thời cũng thể hiện được sự không bằng của tiên cổ đối với sát chiêu tiên đạo hiệu dụng của trùng đơn nhất sử dụng tiên cổ thường sẽ bị người ta nhìn ra được nội tình nhưng sát chiêu tiên đạo lại khác vô số cổ trùng tổ hợp lại không chỉ che giấu được tiên cổ hạch tâm hơn nữa còn có thể khiến cho đối thủ rất khó làm ra được ứng đối như sa ma đã sửa liệu cuộc chiến sau đó cần thiên ma nữ đã thay đổi chiến thuật nàng ta biến thành năm sáu phân thân sinh động như thật con cá mập nhất chỉ lưu xoay chung quanh nhìn thi thế công hiền hách nhưng thật ra đang bị những phân thân này đùa bỡn giá thú rốt cuộc cũng chỉ là giá thú trí lực không đủ nếu trên người nó có tiên cổ trinh sát cố gắng còn có thể nhận ra được đang tiếc trận này xem ra chiến cuộc đã định thần thiên ma nữ đã chiếm cứ thế chủ động phương nguyên thái bạch vân dinh bí mật truyền âm phân tích tình hình chiến đấu có thể nói chiến đấu đến tận lúc này không cần lo lắng nữa đối với nhất chỉ lưu mà nói cơ hồ chân chính chính là những hiệp ban đầu nếu thừa dịp phần thiên ma nữ còn chưa làm rõ nội tình nó có thể làm ra một trận loạn quyền nhất định có thể giết chết được phần thiên ma nữ nhưng bây giờ thần thiên ma nữ đã dò ra được nội tình thay đổi chiến thuật lập tức xoay chuyển được chiến cuộc trừ phi có ngoại lực làm dối nếu không trận chiến này không có biến số hiện tại ngoại lực chỉ có Sama, ma tô bạch mạn mà thôi nhưng hai người bọn họ có dũng khí có thể hạ quyết tâm đối phó với một vị đại năng bát chuyển sao phương nguyên nhìn vợ chồng tiên cương phát hiện ánh mắt do dự của hai người không khỏi âm trầm lắc đầu chiến cơ chân chính nằm ngay một khắc não của phần thiên ma nữ bị xuyên thủng nhưng sa ma đã mất đi cơ hội mặc dù gã xưng là ma nhưng lại thiếu tinh thần mạo hiểm chiến đấu có thể là do đầu nhập vào cương minh quá lâu đã mất đi tâm khí đơn đà độc đấu cũng có thể là do còn có nhiều thứ phải lo lắng sa ma và tô bạch mạn đều là người trong cuộc mà còn như vậy là ngoại viện hai bắt vân sinh và phương nguyên càng không có khả năng ca thiệp vào không ngừng truyền âm giao lưu phương nguyên và thái bạch vân sinh đã thương nghị tốt hàn sự tùy theo hoàn cảnh tìm cơ hội rút lui hai vị xin hãy xuất thủ tương trợ vân thân của phần thiên ma nữ vợ chồng ta không cách nào phân biệt nếu hai vị có thủ đoạn nào xin hãy giúp cho nhất chỉ lưu nhìn ra được hư ảnh và trần chân thân của phần thiên ma nữ như vậy cục diện mới có cơ hội thay đổi lúc này tô bạch mạn bỗng nhiên truyền âm đến giọng nói tha thiết Đồng thời, Sama còn bổ sung, nếu hai anh vị có thể tấn công, vợ chồng ta có thể trả thù lao rất lớn. Tuyệt không đổi ý. Phương Nguyên không cần suy nghĩ, cười khổ từ chối, Tô Bạch Mạn đại nhân xem trọng ta như vậy ta rất biết ơn. Nhưng hai vị là cổ tiên thất truyền nhiều năm, thủ đoạn phong phú, nội tình thâm trầm, chúng ta còn nhìn theo bóng lưng của hai vị, hai vị không có cách nào, chúng ta còn có thủ đoạn gì nữa chứ. Thái Bạch Vân Sinh lắc đầu, ta chỉ am hiểu trị liệu, chuyện điều tra như vậy đúng là lực bất tòng tâm, Tô Bạch Mạn không nói thêm gì nữa, còn Sa Ma chỉ âm trầm nhìn Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh, biểu hiện không vui. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, sinh ra sự khinh bỉ đối với Sa Ma và Tô Bạch Mạn, bình tĩnh mà nhìn lại, thủ đoạn của phần Thiên Ma nữ không phải là không có cách trinh sát, nhưng Sa Ma và Tô Bạch Mạn lại không muốn ra tay, bởi vì đối phương là đại năng bắt chuyển, một khi ra tay tương trợ nhất chỉ lưu. Tất sẽ rước lấy lửa giận và phản kích của phần Thiên Ma nữ, Sa Ma và Tô Bạch Mạn kiên kỵ phần Thiên Ma nữ, không muốn tự mình ra tay muốn giữ lại chỗ trống vì thế muốn đem phương nguyên và thái bạch Vân sinh ra làm vũ khí sử dụng làm sao phương nguyên có thể ngốc đến mức để người ta lợi dụng như vậy chứ cho nên hắn nói rất có thâm ý cả hai bên đều là người biết chuyện sa ma và tô bạch mạn thấy phương nguyên đã nói như vậy cũng không thuyết phục nữa hiện tại xem ra đa sợ chân chính vẫn là vần thiên ma nữ phương nguyên nhìn chiến trường đằng xa biểu hiện kiên kỵ không chút che giấu trong truyền thuyết toàn thiên ma nữ còn có một đại sát chiêu tên là vần thiên năm đó nàng ta đã cùng với đại năng bắt chuyển bách túc thiên quân chiến một trận cướp đạt chủ quyền mảnh vỡ thế nào cửu thiên thái cổ nào đó tích quả sắp thành lại bại phần thiên ma nữ thạnh quá hóa giận phát động sát chiêu phần thiên trực tiếp thiêu hủy toàn bộ mảnh vỡ thế giới vạn vật sinh linh vẫn diệt tạo thành sắc nhiệt ngập trời ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng đạt được bách túc thiên quân trăm phương nghìn kế mưu tính kết quả chính là lấy giỏ trúc múc nước Cương minh bắc nguyên đã lệ thuộc chính đạo hành động lần này của phần thiên ma nữ là hành vi ma đạo chính cống sau khi đốt cháy mảnh vỡ cửu thiên thái cổ nàng ta đã dẫn đến chính đạo công phẫn kết quả thần thiên ma nữ vẫn đứng vững trước áp lực không chút sợ hãi thậm chí tuyên bố nếu ai còn lớn giọng nàng ta sẽ hủy phúc bịa đại bản danh của người đó đối phương ngay cả mảnh vỡ thế giới cửu thiên thái cổ mà còn thiêu hủy được thiêu hủy một phúc bịa hiển nhiên dễ như trở bàn tay chính đạo nhất thời không có cách nào với phần thiên ma nữ ngang ngược này đạt đến bát chuyển uy chấn một phương nếu không quan tâm đến ra mặt tiến hành hành vi đánh lén hèn hạ giảm là thế lực nào cũng đều cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ. Cho dù đối phương là tiên cương, nhưng dù sao cũng là đại năng bát chuyển, mặc dù chiến lực không bằng bát chuyển bình thường, nhưng tuyệt không cho phép khinh thường và cưỡng bức, nếu bức bách quá đáng, thần thiên ma nữ thật sự nổi cơn. Những thế lực chính đạo gia đại nghiệp đại cũng khó mà gỡ rối. Người thua thiệt cuối cùng vẫn là bọn họ, ngươi có điểm mấu chốt thì không sợ mấu chốt, ngươi nói quy củ thì không sợ quy củ. Sau việc này, Cần Thiên Ma nữ dương danh Bắc Nguyên. Cương Minh Bắc Nguyên hoàn toàn lửng đầu lên làm người, không ai có thể làm nhục cho đến khi phần thiên ma nữ rời khỏi Bắc Nguyên đến Đông Hải tình Cơ duyên. Lúc này mới khiến cho Cương Minh Đông Hải lâm vào tình trạng quẫn bách như trước. Có thể nói, thần thiên ma nữ đã dựa vào sức của một người mà đưa Cương Minh Bắc Nguyên vào giai đoạn cường thịnh và huy hoàng. Hiện tại, thần thiên ma nữ đối kháng với cá mập nhất chỉ lưu, ngay cả sát chiêu chiêu bài cũng không dùng, hiển thành chiến lực đã thành thạo, điều luyện thâm bất khả chắc, điều khiến cho Phương Nguyên mơ hồ hoài nghi chính là thần thiên ma nữ cố ý sử dụng chiến thuật phân thân tí đầu dẫn dụ hai người sa ma ra tay tiện tiến thêm một bước lấy cớ sinh sự mặc dù sa ma không ngu nhưng phần thiên ma nữ lại dựa vào kế này để đối phó phương nguyên và sa ma chương 1295, đại chiến trăm ngày kết thúc một một con hoang thú thái cổ cá mập nhất chỉ lưu trên người mang ba con tiên cổ trụ đạo thần thiên ma nữ không những thành thạo điều luyện hơn nữa còn thành công tính toán đám người sa ma và phương nguyên bởi vậy có thể thấy được chiến lực của phần thiên ma nữ chắc tuyệt đồng thời còn rất mưu trí loại địch nhân này rất khó đối phó, nói một cách khác. Có thể từ cổ sư nhất chuyển nhảy lên cổ tiên bát truyền. tịch không phải hạng người ngu xuẩn, mỗi người đều có trí tuệ và chiến lực, là cường giả chân chính đáng được xem trọng. Từ lúc cuộc chiến tiến hành đến giờ, sắc mặt Sa Ma và Tô Bạch Mạn càng thêm thâm trầm, khi cuộc chiến mới bắt đầu, bọn họ đã âm trầm vận dụng thủ đoạn, chuyên gia tin tức cầu viện, tiêu cầu tổng bộ cương minh trợ giúp, nhưng bây giờ, chiến đấu lâu như vậy, nên chạy đến cũng đã chạy đến rồi, kết quả không một viện binh nào xuất hiện, phần thiên ma nữ không phải lỗ mãng đến đây mà trước đó nàng ta đã chuẩn bị kỳ càng lúc này mới khiếp cho sa ma tô bạch mạn cầu cứu vô hiệu cô độc không ai giúp sa ma thậm chí có thể đoán ra thần thiên ma nữ đã đặt thành hiệp nghị phân phối lợi ích với tầng cao nhất của cương binh nhất thời tâm sa ma và tô bạch mạn đều chìm xuống đáy cốc đấu trí càng ngày càng giảm lửa giận trong lồng ngực đã dập tắt theo thời gian chỉ còn lại cảm giác lạnh thấu xương cá lớn nước cá bé cá bé ăn tung đây chính là trạng thái bình thường của giới cổ tu cho đến nay vợ chồng sa ma trước giờ vẫn luôn là cá lớn nhưng trước mặt phần thiên ma nữ lại biến thành cá con bị nuốt bắt truyền làm sao có thể địch huống chi phần thiên ma nữ không chỉ có sức mạnh mà còn có trí tuệ xứng đôi đối với sa ma tô bật mạn mà nói bọn họ không còn hy vọng để dãy ruộng hai sa ma phát ra tiếng thở dài cúi đầu nói được rồi cần thiên ma nữ đại nhân xin hãy dừng tay vợ chồng ta không đủ tài năng vì suy nghĩ cho đại cục cương minh vẫn nên để cho ngài lãnh đạo công lực phúc biện ngọc lộ thì hay hơn Há. Ha? sa ma ngươi đúng là rất biết tiến thoái rất tốt trên không truyền đến tiếng cười của phần thiên ma nữ tiếng cười vừa rứt giả thân ma nữ trong chiến trường đều hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn không có mục tiêu oanh kích cá mập nhất chỉ lưu giật mình đứng im tại chỗ có chút không biết làm sao sa ma lại thở dài một hơi nhếch miệng phát ra tiếng kêu u u cá mập nhất chỉ lưu được phố yên khẽ vẫy đuôi một đầu lao vào nước biển rất nhanh biến mất không thấy đâu hiển nhiên là nó đã quay trở lại dòng sông thời gian sa ma làm như thế khiến cho đám người ngoài như phương nguyên phải thầm kinh hãi trình độ ảnh hưởng của sa ma đối với cá mập nhất chỉ lưu đã có chút rõ rệt đợi thêm một khoảng thời gian nữa rất có thể sa ma sẽ không chế được con hoang thú bát chuyển này đến lúc đó ba con tiên cổ trụ đạo trên người cá mập nhất chỉ lưu cũng sẽ rơi vào tay sa ma thần thiên ma nữ hiện ra chân thân nàng ta nhìn sa ma một chút sau đó chuyển ánh mắt sang phương nguyên ngươi chính là tinh tượng tử chính là tại hạ thần thiên ma nữ dùng giọng điệu không cho ai từ chối tuyên bố từ giờ trở đi ngươi được ta chiêu mộ tiếp theo trong công việc công lực phúc địa ngọc lộng ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực không được lười biếng nghe phần thiên ma nữ bá đạo cường thấy chiêu mộ mình như vậy phương nguyên cũng không hề tức giận ngược lại hắn còn có chút mừng rỡ sa ma tô bạch mạng tân tân khổ khổ công lực phúc địa ngọc lộng mắt thấy sắp có thành quả kết quả bị phần thiên ma nữ cưỡng ép chiếm đoạt, thật sự đáng thương vô cùng. Lần này sa ma. Tô Bạch Mạn bỏ ra nhiều như vậy, xem như đa số tài sản đều đội nón ra đi, bọn họ bị phần thiên ma nữ hái mất quả đào, có thể nói là thương cân động cốt, mất cả trì lẫn trài, 500 năm trước, sa ma. Tô Bạch Mạn chết đi. Sa Hải bị người khác xâm chiếm, có lẽ có liên quan đến điều này. Nhưng Phương Nguyên cũng không chán nét hành vi của phần thiên ma nữ, cũng không đồng tình với tao ngộ của Sa Ma và Tô Bạch Mạn nếu hắn có được tu vi như phần thiên ma nữ. Đổi lại là hắn, hắn còn quá đáng hơn nữa, cá lớn mướt cá bé. Đây chỉ là chuyện bình thường của giới tu hành, chân trụi, đấm máu, bao lãnh và tàn khốc. Nhưng thật ra, phàm là người có tuổi tác lớn một chút, lịch diệt nhiều một chút đều sẽ hiểu được trạng thái bình thường này sẽ bao trùm đến từng nơi hẻo lánh trong thiên hạng. Cho dù là trước khi phương nguyên xuyên qua, xã hội loài người trên trái đất cũng giống như thế, liên quan đến lợi ích, là nhà đá nhau, huynh đệ bất hòa, tình huống này có thể nói là nhiều lắm chỉ là tất cả đều khoác một miếng da bên ngoài lộ ra vẻ đàng hoàng trên thực tế người mà ngoài mặt ra vẻ đạo mạo sau lưng bẩn thỉu không chịu nổi chỗ nào cũng có nhưng đây cũng không phải là điều sai lầm sinh tồn và sinh sôi là thiên tính của bất cứ sinh mệnh nào chỉ là hành động này của phần thiên ma nữ khiến cho kế hoạch của phương nguyên gia tăng thêm biến số tu vi của phần thiên ma nữ cao thâm khôn khéo vô cùng so với sa ma và tô bạch mạn còn khó đối phó hơn gấp trăm lần nhưng nàng ta ra đại nghiệp đại có khi lại có thể giúp đỡ ta luyện ra được cổ tinh niệm thì sao ngoài ra còn có một chỗ tốt chính là tiếp cận nàng ta ta lại càng có cơ hội xâm nhập cống ngầm thu hoạch phần bảo tàng kia trong thời gian một hơi thở phương nguyên đã suy tính được rõ ràng thần thiên ma nữ vừa dứt lời phương nguyên đã chắp tay cười khổ thần thiên ma nữ đại nhân có mệnh tại hạ không dám không nghe theo nhưng tại hạ còn có nỗi khổ tâm vừa nãy ta cũng đã đề cập qua với sa ma đại nhân muốn phá giải được tầng sát chiêu cuối cùng này nhất định luyện ra một con tiên cổ trí đạo lục chuyển mới được sa ma hừ lạnh một tiếng tốc độ đầu nhập của phương nguyên không khỏi quá nhanh đi tô bạch mạn lại càng hận hơn trong lòng nhìn thất tinh tử ngày thường phong độ nhẹ nhàng ra vẻ đạo mạo không nghĩ đến lại là đồ hèn nhát khung núng mất hết phong độ một chút tiết tháo cũng không có phương nguyên chẳng thèm quan tâm đến hai người bọn họ nghĩ gì bọn họ đã bị loại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của phương nguyên cần thiên ma nữ gật đầu lộ ra nụ cười ý vị thân trường muốn luyện chế tiên cổ à ha điều này dễ thôi ta sẽ giúp ngươi bắc nguyên cốc lạc phách một trận kịch chiến kinh thiên động địa đang dần dần kết thúc cốc lạc phách một mảnh hỗn động đã vội đầy đất giống như vừa mới trải qua một cơn địa chấn nhóm cổ tiên đến từ trung châu thương thế không đồng nhất lúc này tất cả đều tập trung ánh mắt lên người phượng cửu ca sùng bái kinh kỵ kinh nhi thâm trầm ngưng trọng phức tạp phượng cửu ca lại thắng rồi đối thủ của hắn ta là tần bách thắng cho dù cường đại cũng khó mà ngăn cản được thế công lạnh thấu sư phượng cửu ca trận này đã là trận thắng thứ bảy liên tiếp tần bách thắng đã bị phượng cửu ca ép vào thế hạ phong đại chiến trong mày trọn vẹn trăm ngày rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được kết cục nói thật tần bách thắng cực kỳ cường đại đáng tiếc lại đụng phải phượng cửu ca cao hơn một bậc tính toán thời gian đám người trung châu đến cốc lọc phách triển khai tấn công kết quả lọt vào phòng ngự ương ngạnh của đám người tần bách thắng thời gian đã trôi qua hơn 3 tháng Đại chiến trăm ngày chương 1296 Đại chiến trăm ngày kết thúc hai đây là cuộc đại chiến trăm ngày hàng thật giá thật. Trong tình huống bình thường, cổ tiên giao chiến ít khi nào diễn ra trong thời gian lâu như vậy. Bàn về quy mô, hơn 10 vị cổ tiên Trung Châu, Bác Nguyên đều là tinh anh, có thể nói. Hơn ngàn quan năm, ở năm vực chưa từng xảy ra trận kịch chiến như vậy, nếu công bố ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ xôn xao. Phong vân kích đã. Vô số người chú mục vào, nhưng điều đáng tiếc chính là mặc kệ là cổ tiên trung châu đang bí mật điều tra hay là ảnh tông không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều không nguyện ý bại lộ mình tuy thế trận đại chiến năng vực này từ đầu đến cuối đều tiến hành lạng yên không một tiếng động đối với điều này hai bên giao chiến đều có sự ăn ý nhất trí đại chiến trong ngày đến giờ nhân vật mấu chốt từ đầu đến cuối đều tập trung trên người phượng cửu ca vào tần bách thắng ban đầu hai người bất phân thắng bại tình huống giằng co tần bách thắng chiếm cứ địa lợi thi triển sát chiêu ức vạn đồ sát trận hơi thắng thế một chút nhưng về sau phượng cửu ca càng đánh càng hăng thể hiện thiên phú tài tình kinh người của mình hai bên dần dần săn bằng tỷ số sau đó phượng cửu ca từ từ mở rộng ưu thế cuối cùng trong mấy ngày gần đây phượng cửu ca trải qua thời gian dài kịch chiến năng lực chiến đấu nâng cao một bước rốt cuộc đã đánh bại tần bách thắng đánh bại một hai lần không tính là gì nhưng thắng liên tục bảy trận chứng tỏ phượng cửu ca đã chiếm được thượng phong đám người ảnh tông chậm rãi rút vào chỗ sâu nhất của cốc lạc phách ra cùng đường chớ đuổi phượng cửu ca đứng ngạo mỹ đằng trước nhất nhìn địch nhân biến mất trong cốc, giọng nói bình thản biểu hiện của ông ta hơi tiểu tụy thương tích trên người khoảng hơn 10 chỗ khóe miệng chân mày còn có vết máu khí tức cổ tiên vốn đang dồi dạo cũng vì thế mà trở nên yếu ớt nhưng những điều này cũng khó mà che đậy được ánh mắt rạng rỡ của ông ta mỗi lần giao thủ với tần bách thắng đều cực kỳ gian khổ và hung hiểm nhưng vượt qua được mọi khó khăn gian khổ như vậy nó mới có thể mài khối ngọc vốn đã hoàn mỹ như phượng Cửu ca càng trở nên trong suốt bóng loáng sau khi phượng cửu ca gia nhập linh duyên trai tông rất ít khi gặp phải những trận kịch đấu như thế linh duyên trai vốn là một trong thập đại cổ phái trung châu phượng cửu ca lại có quyền cao chức trọng uy danh cử thịnh sẽ không có người nghĩ quẫn đi tìm ông ta gây phiền phức cuộc chiến trăm ngày như vậy cổ tiên khác sẽ cảm thấy thống khổ và gian nan nhưng phượng cửu ca lại cảm nhận sự hưng phấn lâu ngày mới có điều này khiến cho ông ta có cảm giác giống như quay trở lại cuộc sống ma đạo phấn khích ngày xưa nhưng trong lòng ông vẫn có một sự tiếc nuối ma đạo toàn lực ứng phó chiến đấu đáng tiếc ngày tháng hưng phấn như vậy đã không còn trở về được nữa rồi bây giờ phượng cửu ca đã là người có gia đình không thể tùy tiện mạo hiểm cộng thêm đám cổ tiên sau lưng đến từ chín đại cổ phái tâm tư khó dò một khi phượng cửu ca bị đánh trọng thương bọn họ có phản ứng gì thì còn khó nói lắm trước khi đi ái thê của ông đã can dặn phượng cửu ca luôn nhớ kỹ trong lòng dù sao năm đó phượng cửu ca đại khai sát giới đánh cho người cổ phái trung châu đến mặt mũi không còn sau khi gia nhập linh duyên trai ông còn ép chính cổ phái còn lại số thế hạ phong không còn sức quay người những trung tiên còn lại đều phải nghe theo ông sau trận đại chiến trăm ngày hy vọng của phượng cửu ca đã khắc thật sâu vào đáy lòng của đám người trung châu khổ khụ khụ tần bách thắng chui vào trong cốc không ngừng ho khan sắc mặt của ông ta trắng bệch như tờ giấy mỗi lần ho khan đều ho ra một ngụm máu tươi thương thế của ngài càng ngày càng nặng khương ngọc tiên tử đỡ lấy tần bách thắng gương mặt tràn ngập yêu sầu cao mày nói phượng cửu ca quá hèn hạ hạ lang tử mất đi một tay không cam lòng gầm nhẹ hắn ta ngoài mặt thì một đối một với tần bách thắng đại nhân nhưng trên thực tế lại ì vào nhiều người tư thế công kích đường biên uy hiếp phòng ngự của chúng ta bước tần bách thắng đại nhân phải phân tâm đề phòng nếu không phải như vậy tần đại nhân làm sao có thể bại liên tiếp như thế chứ tần bách thắng nghiêm mặt nói không cần phải nói nữa được làm vô thua làm giặc bại thì chính là bại không cần tìm lý do phượng cửu ca đúng là quá kinh tài tuyệt diễm dựa vào tài năng của bản thân mà sáng tạo ra sát chiêu âm đạo, một đường đi đến tình huống như bây giờ. Cho dù là địch nhân, ta cũng vô cùng bội phục, dựa theo ưu thế bản thân mà tỉ mỉ mưu tính, kiến tạo ưu thế, nếu hắn ta mà không dùng, ta ngược lại xem thường hắn ta. Nói đến đây, Tần Bách Thắng lại ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở của ông ta suy yếu, chậm rãi liếc nhìn chung quanh, đại chiến trăm ngày, bên cạnh ông ta chỉ còn lại ngồi phong tử, hạ lang tử, khương ngọc tiên tử, hắc thành, của tiên thần bì áo đen vốn còn có tuyết tùng tử nhưng khi tấn công phúc địa lang gia đã bị phương nguyên giết chết sau khi rút khỏi phúc địa lang gia có thêm hai cổ tiên gia nhập nhưng cả hai đều đã bị cổ tiên trung châu giết chết trong đại chiến trăm ngày nhưng tổn thất của cổ tiên trung châu cũng trầm trọng không kém lão toán tử của cổ hồn môn hai vị cổ tiên của linh điệp cốc và chiến tiên tông cũng đã bỏ mình muốn chiếm tiện nghi trên người tần bách thắng làm sao có thể ngay cả thập đại cổ phái trung châu cũng còn phải tổn thất nặng nề chỉ là giao chiến đến lúc này Chu cục vững vàng là Tần Bách Thắng đã bị thương khó hồi phục, địa lợi cốc lọc phách cũng dần dần bị triệt tiêu. Nam vị cổ tiên còn xuất lại đều biết, tích cục đại chiến trăm ngày đã chú định, bọn họ chính là bên thất bại. Tần Bách Thắng an ủi, mặc dù bên ta chiến mạng, nhưng đại cục không mất. Bên phía Phượng Cửu Ca cũng không phải thùng sắt, cuối cùng cũng không thể toàn tâm toàn lực đối bính với ta, để cho ta thành công kéo dài một khoảng thời gian, chỉ cần chống đỡ thêm một đêm nữa. Con tiên cổ được ôn dưỡng bên trong cốc sẽ đại cáo công thành, ngày mai. Năm người các ngươi phá vây ra ngoài, còn ta sẽ ngăn cản đám cổ tiên trung châu này, Tần Bách thắng đại nhân, chúng tiên kêu lên. Tần Bách thắng lựa chọn làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, điều này làm cho mọi người khó mà lý giải được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi lại là hồi phong tử, Hắc Thành, Hạ Lang tử, bất cứ một người nào khi sắp chết cũng đều sẽ chiếu cố đến mình, nào bỏ mình đi cứu người khác, hoặc có thể nói đây chính là cái bẫy, tâm tư hồi phong tử, Hắc Thành, Hạ Lang tử không ngừng nổi lên mờ mịt liếc nhìn ba người còn lại tần bách thắng khương ngọc tiên tử cổ tiên áo bảo đen thần bí mới là hạch tâm của ảnh tông còn ba người bọn họ chỉ là ngoại viện một sự im lặng khó tả mọi người đi bộ đến địa điểm nghỉ ngơi cứ như vậy đi mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngày mai phá vây thành công hay không là nhìn vào biểu hiện của các vị tần bách thắng mệt mỏi khoát tay giải tán mọi người ra tâm trạng của hắc thành hồi phong tử hạ lang tử đều nặng nề ánh mắt không chừng ba người không hẹn mà cùng nhau tiến tới quyết định đêm nay chỉnh đốn Phong bị đám người ảnh tông bán bọn họ đi, kết quả đêm khuya, ba người bỗng nhiên bị Tần Bách Thắng đưa tin cho gọi, nửa đêm, cốc lạc phách. Tần Bách Thắng tập hợp mọi người lại, chương 1297, phá vây chiến ông ta đưa một co tiên cổ cho vị cổ tiên áo đen thần bí trước mặt mọi người, nói, tiên cổ này khá quan trọng, ta giao lại cho ngươi. Cổ tiên áo bảo đen chậm rãi gật đầu, người này thần bí khó lường, khi giao chiến, mai cổ tiên ảnh tông, những người còn lại không thấy được diện mạo chân thật của hắn ta, chỉ biết được chiến lược hắn ta xuất chúng, có trình độ thất truyền cao dai. Tần Bách Thắng quay đầu lại, trịnh trọng căn dặn Khương Ngọc tiên tử, ta có thể chết. Nhưng việc này liên quan đến đại kế, tuyệt đối không thể sơ sót. Ngương mặt Khương Ngọc tiên tử trần ngập trang nghiêm, ta chỉ có thể cam đoan, trước khi ta chết, hắn ta tuyệt sẽ không bị diệt vong. Đám người hắc thành nhai xong, trong lòng cảm thấy kinh lạc, rốt cục ảnh tông là thế lực tổ chức phương nào tại sao lại có thể khiến cho những cổ tiên này có thể không so đo tổn thất con người như thế cho dù có hy sinh tính mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức có thể để cho cổ tiên trung thành như vậy cho dù là thế lực gia tộc siêu cấp cũng khó mà làm được đây là một chuyện không thể tưởng tượng được sau một lát bên trong cốc lạc phách đột nhiên bộc phát tiếng vang lôi đỉnh quanh một tiếng sóng âm mãnh liệt chấn động toàn bộ sơn cốc cùng lúc đó xen lẫn một tiếng cảnh cáo bé nhọn địch tập lăng mai tiên tử cảnh cáo xong không ngừng lùi lại ở trước mặt nàng khương ngọc tiên tử hồi phong tử hạ lang tử hắc thành của tiên thần bí áo đen liên thủ cường công kế địch to lớn lăng mai tiên tử nào dám liều mạng trong đầu chỉ có một ý niệm đó chính là đào mệnh lăng mai tiên tử đến từ thiên đấu lâu cùng với ngạo tuyết tiên tử sử dụng cổ ngã nguyệt thất truyền hai người sát nhập có thể tạo thành sát chiêu vô song ngã nguyệt trảm uy lực của vô song ngã nguyệt trảm cực mạnh là một trong những chiêu bài sát chiêu trấn châu của thiên đấu lâu lăng mai tiên tử từ trước đến nay cùng với ngạo tuyết tiên tử có thể nói là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu như hình với bóng nhưng lúc này bởi vì nhân thủ trung châu có hạn lại muốn phong tỏa cốc lạc phách lớn như thế hai người lang mai ngạo tích không thể ở cùng một chỗ được nữa đám người ảnh tông đột nhiên phá vây lang mai tiên tử vội vàng không kịp chuẩn bị một mình phản chiến nhanh chóng lâm vào hiểm cảnh giết nàng ta khương ngọc tiên tử dẫn đầu năm vị cổ tiên Sát ý tràn ngập con mắt đỏ bừng thấy công cực hung dù phong thái lăng mai tiên tử yểu điệu dung nhan diễm lệ vô song nhưng cũng không được năm vị cổ tiên kia thương tiếc, sát chiêu trên tay nhanh hơn. Thế muốn chém đứt lăng mai tiên tử mới chịu bỏ qua, sinh tử một đường, lăng mai tiên tử dứt khoát bỏ qua, chịu tốn một con tiên cổ để chống đỡ qua ba hô hấp. Thừa dịp này, lăng mai tiên tử thôi động cổ trợn cơ thể mềm mại đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở đằng xa, phù, phù, phù. Lăng mai tiên tử thở dốc, gương mặt tái nhợt, nàng rốt cuộc cũng đã chạy thoát. Nét mặt khiếp sợ vẫn còn, phía sau lưng mồ hôi ướt nhẹt, nguy hiểm thật nguy hiểm thật trong chớp mắt sinh tử cũng may mà có cổ trận này lang mai tiên tử không khỏi âm trầm cảm kích bộ cổ trận này do chính cổ tiên hồng xích minh hao phí tinh lực và tâm huyết bố trí hồng xích minh đến từ phong vân phủ một trong 10 đại cổ phái am hiểu cổ trận danh chấn trung châu cổ trận có một điểm không bằng sát chiêu chính là không thể thuần phát thời gian bố trí quá dài ứng dụng trong kịch chiến lại không rộng nhưng một khi trải ra tư thế liền lớn nhanh hơn so với sát chiêu bình thường tiêu hao cũng ít hơn nguyên nhân chính vì như vậy lăng mai tiên tử mới nhặt về được cái mạng thấy lăng mai tiên tử đã đào thoát khương ngọc tiên tử thầm than một câu bốn vị cổ tiên còn lại cũng vô cùng tức núi đại chiến trong này trước đó hai vị tiên tử lăng mai ngạo tuyết liên hợp lại sử dụng vô song ngã miệt chẳng tạo uy hiếp cho ảnh tông hầu như mỗi cổ tiên đều bị thương thương thế nặng nhẹ không đồng nhất đá tiếc ảnh tông vốn có địa lợi kết quả bọn họ đã phá được từng cổ trận bố trí của trung châu bây giờ bên ngoài cốc lạc phách đã hoàn toàn thuộc về bọn họ đã giết không được vậy thì tiếp tục phá vây khương ngọc tiên tử quát nhẹ nàng ta vô cùng dứt khoát quyết định thật nhanh lăng mai tiên tử rút đi phòng tuyên trung châu đã xuất hiện lỗ hồng phá vây chính là phải nhanh cơ hồ chớp mắt là qua ngay lăng mai ngươi không có việc gì chứ lão tuyết tiên tử vẫy trắng bồng bình, chạy nhanh đến trợ giúp trên gương mặt toàn là vẻ giận dữ và kinh ngạc muốn đi cũng không thể đi được để mạng lại đây đi chân chân xì quát lớn bây giờ muốn đi không khỏi quá muộn sao? Bộ Phi Yên cười lạnh. Mặc dù Ngạo Tuyết Tiên Tử và lăng Mai Tiên Tử tách ra, nhưng vị trí hai bên phòng hộ lại vần sát nhau. Vì thế nàng là người đầu tiên chạy đến. Về phân trần chân sĩ, Bộ Phi Yên có thể chạy đến đồng thời với Ngạo Tuyết Tiên Tử, có thể nói là tốc độ kinh người. Chân sĩ cửu trọng thiên, vãng lai nhất Phi Yên. Thật ghê tởm, táp lực trong lòng hắc thành lại dâng lên. Chân chân sĩ, Bộ Phi Yên là hai vị tông sư phi hành chứ danh trong giới cổ tiên trung châu. Chân sĩ cửu trọng thiên ý chỉ trần chân sĩ của vạn long ổ vãng lai nhất phi yên là chỉ bộ phi yên của thiên liên phái khương ngọc tiên tử và bốn vị cổ tiên phá vây sợ nhất chính là truy binh am hiểu tốc bộ này nhìn thấy ba người tiếp cận năm vị cổ tiên ảnh tông cũng không đánh chỉ lo cắm đầu phá vây lúc này bỗng nhiên một vệt sáng xuất hiện nan trước mặt bốn cổ tiên ảnh tông thì ra là có cổ trận phát động đây chính là thủ bút của hồng xích minh phong vân phủ cho dù người hồng xích minh chưa đến nhưng âm thanh đã xuyên qua cổ trận truyền đến chuyện các ngươi muốn phá vòng vây đã sớm bị phượng cửu ca đại nhân đoán chúng còn không mau thúc thủ chịu trói khi đó còn có một con đường sống vừa dứt lời một luồng khí tức cường đại như phi long bay lên nhanh chóng tiếp cận cuộc khí tức này bàng bạc nam cổ tiên ảnh tông lập tức biết rõ đây chính là khí tức của phượng cửu ca mồ hôi lạnh chảy ra gương mặt kinh hoàng trải qua trận đại chiến trong ngày nam cổ tiên ảnh tông đều biết rõ cho dù bọn họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của phượng cửu ca chẳng lẽ phá vây sát thất bại sao trong lúc năm người lộ vẻ tuyệt vọng một lùng kim tiễn phóng đến xuyên thủng bức từ ánh sáng cản đường từ đằng xa cơ thể hồng xích minh run lên giống như bị điện giật phun ra một ngụm máu tươi bị thương rất nặng thi triển kim tiễn chính là tần bách thắng ông ta làm sao có thể ngồi nhìn năm cổ tiên phá vây thất bại chứ lúc này ông ta cố gắng lê tấm thân bị thương bay đến chỗ lăng mai tiên tử lão tuyết tiên tử chân chân xí bồ phi yên bốn cổ tiên trung châu đến nhanh mà bại cũng nhanh không chỉ bại mà còn tan tác. Mai Phượng Cửu ca ra, Tần Bách Thắng không phải cổ tiên trung châu khác có thể ngăn cản. Tần Bách Thắng không giết chết bốn cổ tiên trung châu, mặc cho bọn họ rút đi. Lực chủ yếu của ông ta đều tập trung trên người Phượng Cửu ca. mắt Phượng Cửu ca sáng như đuốc, đã nhìn ra được thương thế của Tần Bách Thắng. ông ta cười một cách nhẹ nhàng, phong độ. các vị xuất phát vội vàng, không từ mà biệt. vậy thì không thỏa đáng rồi, muốn rời khỏi, ít nhất cũng phải nghe một biệt khúc tại hạ tiễn chứ. sát chiêu tiền đạo. Bích Ngọc Ca chương 1298, vứt bỏ cơ thể tàn phế đổi thanh phong một năm cổ tiên ảnh tông vội vàng lui nhanh, có người phát ra tiếng kêu thẳng, có người kêu đau một tiếng, uy năng của Bích Ngọc Ca vô cùng huyền diệu, trong số năm cổ tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều bị trúng chiêu, chỗ trúng chiêu hóa thành ngọc thạch, đồng thời còn lan tràn bốn phía. Năm vị cổ tiên quyết đoán hơn người, nhiều lần ra tay tàn nhẫn, đập nát chỗ huyết nhục bị trúng chiêu của mình, nhất thời, máu tươi chảy ngang, sắt chiêu tiền đạo, hồn ép sau một khắc tần bách thắng ra tay sát chiêu hồn đạo cường đại chiếu ngay mặt phượng cửu ca phượng cửu ca biến sắc vội vàng ngăn cản tần bách thắng có hai đòn sát thủ một là sát chiêu hồn đạo hồn ép một là sát chiêu kiếm đạo ngũ chỉ quyền tâm kiếm một khi xuất ra cổ tiên bình thường không phải đối thủ phượng cửu ca có ba át chủ bài thứ nhất là thiên địa ca thứ hai là bích ngọc ca thứ ba là phủ thủ ca không phải uy năng hạo đãng thì chính là huyền diệu phi phàm phượng cửu ca bị ảnh hưởng Bích Ngọc Ca dừng lại một chút, tác lực của đám người ảnh tông được giảm xuống, vòng ra thêm được một khoảng cách. Tần Bách Thắng thi triển sát chiêu kim đạo, từng sợi xích sắc hoa tứ chi của Phượng Cửu Ca hại. Phượng Cửu Ca không hề hoảng hốt. Trong đại chiến trăm ngày, hai người đã sớm hiểu rõ nhau. Sát chiêu kim đạo của Tần Bách Thắng khó có hiệu quả đối với Phượng Cửu Ca. Sợi dây xích màu vàng đối phó với đám người trần chấn si thì hiệu quả, nhưng chỉ cần Phượng Cửu Ca khẽ rung lên, chưa đến một hô hấp là đã có thể chấn vỡ. Đúng lúc này, Tần Bách Thắng nở một nụ cười quỷ dị ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy được bí mật chân chính của cốc lạc phách. Nói xong, ông ta thi triển thủ đoạn, dẫn động một bố trí nào đó, mấy luồng kỳ quang không màu từ trong cốc bắn ra, trong đó có một luồng nhắm ngay phượng cửu ca chính giữa. Đây là phượng cửu ca chấn vỡ sợi xích vàng toàn thân, như vì thế mà thời gian bị chậm trễ, bị kỳ quang chiếu chúng, không thể động đậy. Sức mạnh vũ đạo, tại sao lại có được sức mạnh cường đại như vậy chứ? Kết đó không xa, hai vị tiên tử lang mai tiên tử, lão tuyết tiên tử cũng bị kỳ quang bắn chúng mặt biến sắc, miệng thét lên kinh ngạc. Về phân trần chấn xí và bộ phi yên. Tốc bộ cực nhanh, đã thoát khỏi kỳ quang chiếu xạ, tần bách thắng cũng không quan tâm hai người. Mục đích chủ yếu của ông ta chính là phượng cửu ca, bây giờ mục đích đã đạt thành hơn phân nửa, đừng dãy ruộng, kỳ quang sẽ không làm gì được chúng ta. Phượng cửu ca đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Lên tiếng nhắc nhở, lang mai tiên tử, lão tức tiên tử không hiểu, nhưng sau một khắc, cả hai thấy phượng cửu ca không dãy ruộng nữa thân hình bị kỳ quang kéo thẳng vào chỗ sâu trong cốc lạc phách tân bách thắng mỉm cười chủ động vọt đến một luồng kỳ quang khác sau đó cũng bị kéo vào trong cốc lang mai lão tức khẽ cắn môi quyết định tin tưởng phượng cửu ca từ bỏ chống cự cả hai đều bị kéo vào trong cốc sự thay đổi này hầu như nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng chỉ ngây ra một lúc chân chân xí kịp phản ứng đầu tiên ngâm thét nhào về phía năm vị cổ tiên ảnh tông trước lưu lại tất cả không thể nghi ngờ đây chính là một quyết đoán rất sáng suốt mắt thấy sắp phá vây thành công năm vị cổ tiên ảnh tông lại bị chân chấn xí bộ phi yên kiềm chế về sau hồng xích minh tàng dương lão quân thiên lung lão nhân chạy đến một trận kịch chiến lại tiếp tục bộc phát một bên liều chết phá vây một bên liều mình chặn lại ta cứu ta cứu ta hắc thành kêu to thực lực của ông ta yếu nhất bị một sát chiêu đánh trúng thoát khỏi đội ngũ không cần quan tâm đến lã bảo vệ mục tiêu tiếp tục phá vây khương ngọc tiên tử gào to một tiếng vô tình bỏ qua hắc thành tận lực bảo vệ cổ tiên áo đen thần bí cùng lúc đó ở sâu trong cốc lạc phách tại một vùng không gian kỳ lạ đây là đâu nạo tuyết lăng mai kinh ngạc quan sát thì ra là thế phượng cửu ca đến trước cũng thu hồi ánh mắt dò xét nơi này đang cất giấu chân truyền của đạo thiên ma tôn không gian kỳ lạ ánh sáng lưu hòa không núi không sông không gió không đất hoàn toàn trống rỗng đúng là như vậy phượng cửu ca dứt lời tần bách thắng đã đứng trước mặt ông ta Tần Bách Thắng nhìn lướt qua ba cổ tiên đối diện, nở nụ cười thâm trầm, nếu không phải nhờ vào truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn, làm sao có thể dẫn Phượng huynh ngươi đến đây chứ? Hoàn toàn chính xác, mặc dù Tần Bách Thắng cường hãn, nhưng gặp phải loại nhân vật ngàn năm mới có như Phượng Cửu Ca, cũng cảm thấy khó giải quyết, nhất là hai đòn sát thủ của Tần Bách Thắng, đều không phải dùng để khốn địch mà chỉ để giết địch, muốn tạm thời vây khốn Phượng Cửu Ca, chỉ có thể khởi động thủ đoạn do chính Đạo Thiên Ma Tôn đích thân bố trí, đây đích thật là truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn. Giọng nói của lang mai tiên tử mang theo sự chờ mong, từ xưa đến nay, trong lịch sử cổ xưa, có vô số thiên tài hào kiệt, nếu nói những người này là sao trên trời, vậy thì mười vị cổ tiên cửu truyền chính là mặt trời vắt ngang trời cao, vô cùng lóa mắt. Tôn giả của mỗi một thời đại, mặc kệ là tiên tôn hay ma tôn, tất cả đều đứng nhất, quét ngang thiên hạ, che đậy bát hoang. Không ai có thể địch lại, đạo thiên ma tôn lại càng là truyền kỳ, ông ta am hiểu vũ đạo, trộm thập vô song, lại kiêm tu biến hóa đạo, tinh thông mụi trang khi chưa thành tựu cửu truyền ông ta đã có thể biến thành đủ loại diện mạo lợi dụng các loại thân phận đạt được mục đích không thể cho ai biết thậm chí giảo động phong vân tứ phương khiến thiên hạ đại loạn đạo thiên ma tôn còn có liên quan đến trường mao lão tổ luyện chế tiên cổ động không thất bại non đã trở thành chấp niệm của trường mao lão tổ sau khi chết câu chuyện này cũng trở thành truyền thuyết lưu truyền thiên cổ truyền thừa của một nhân vật như thế lại đang ở trước mặt cho dù là hai vị tiên tử lang mai ngọ tuyết bình thường vốn lại lùng cũng không khỏi kích động trong lòng nóng lên nhưng sau đó phượng cửu ca đã dội cho hai người một gáo nước lạnh đừng đánh chủ ý lên truyền thừa của đạo thiên ma tôn truyền thừa của ông ta không phải các ngươi có thể nhúng tay vào hai vị tiên tử biến sắc đúng nơi này còn có phượng cửu ca còn có tần bách thắng đối mặt với hai đại mãnh nhân truyền thừa đạo thiên ma tôn làm sao có thể đến phiên hai người bọn họ nhất thời cả hai người đều thất vọng vô cùng phượng cửu ca quay lưng về phía hai người đứng ở đằng trước nhưng dường như vẫn nhận ra tâm trạng của hai người lại nói hai người các ngươi hiểu sai rồi truyền thừa đạo thiên ma tôn cần điều kiện thừa kế vô cùng khắc nghiệt các ngươi không phù hợp ta cũng không phù hợp chỉ sợ tần huynh cũng không có khả năng kế thừa lang mai ngạo tuyết đều cảm thấy kỳ lạ một người trong đó lên tiếng trong này còn có thiết pháp gì sao tần bách thắng cười to ba tiếng phượng huynh đối với truyền thừa đạo thiên ma tôn hiểu biết rất tường tận xen ra lời đồn không giả linh duyên trai chính xác nắm giữ một đạo truyền thừa chân chính của đạo thiên ma tôn vẫn đang nghiên cứu đáng tiếc không có thành quả Tinh mang lóe lên trong mắt Phượng Cửu Ca, ông ta nhìn chằm chằm Tần Bách Thắng, thẳng thắn thừa nhận, không nghĩ đến Tần Huynh ở Bắc Nguyên, nhưng tình báo đối với Trung Châu lại rõ ràng như vậy, không sai, phái của ta đang nắm giữ chân truyền của đạo Thiên Ma Tôn, nhiều năm nghiên cứu cũng đã có chút thành quả. mươi 1299, vớt bỏ cơ thể tàn phía đổi thanh phong hai lang mai, ngạo tiết Liếc nhìn nhau. Vẫn không cam tâm, lang mai tiên tử thỉnh giáo, xin hỏi Phượng Cửu Ca đại nhân, rốt cuộc là điều kiện gì? biết chừng đâu chúng ta cố gắng cũng có thể đạt được thì sao ánh mắt phượng cửu ca vẫn nhìn chằm chằm tần bách thắng không dám chủ quan ông ta trả lời các ngươi có biết lai lịch của đạo thiên ma tôn không ông ta không phải là người của Nam vực mà là đến từ thiên ngoại là thiên ngoại chi mà cho nên truyền thừa mà ông ta lưu lại yêu cầu duy nhất đối với người thừa kế chính là người thừa kế nhất định phải là người của thiên ngoại ta đương nhiên không phải tần huynh càng không có khả năng nếu tần huynh là người thiên ngoại sớm đã kế thừa truyền thừa này rồi, cần chi phải đợi đến lúc này? Còn hai vị có phải không? Còn chưa đợi lăng mai. Lão Tuyết đáp lại. Tần Bách Thắng đã vứt tay cử lạnh, quả quyết phủ định. Tịch không có khả năng. Tất cả cổ tiên tham gia đại chiến trăm ngày đều không phải là thiên ngoại chi ma. Nếu không, làm sao ta có thể dẫn các ngươi vào trong này chứ? Thiên ngoại chi ma? Thật sự có thiên ngoại chi ma sao? Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua một ai cả. Đạo thiên ma tôn là thiên ngoại chi ma hai vị lăng mai lão tuyết nhất thời giật mình không thôi phượng cửu ca gật đầu mặc dù thiên ngoại chi ma rất thưa thớt nhưng hoàn toàn tồn tại bọn họ đến từ thiên ngoại như vậy ngoài năm vực cửu thiên tất nhiên cũng có một thế giới hoàn toàn mới đáng tiếc chưa hề có ai thăm dò qua thế giới thiên ngoại lăng mai lão tuyết nhất nhìn nhau hỏi mại trừ năm vực thật có thế giới khác ngoài thiên ngoại sao cho dù chúng ta không đạt được điều kiện thừa kế này nhưng truyền thừa là chết ngươi là sống chẳng lẽ dựa vào sức mạnh của phượng cửu ca đại nhân cũng không cưỡng ép công phá được nó sao bọn họ rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định dù sao đây cũng là truyền thừa của đạo thiên ma tôn ngươi ăn thịt ta hút canh hai vị nữ tiên không màng liêm sỉ chỉ một lòng muốn kiếm chén canh tần bách thắng cười lạnh si tâm vọng tử, cho dù là cựu dương tiên tôn năm nó thanh tựu cửu truyền là phải truyền thừa của đạo thiên ma tôn cũng phải thất bại mà quay trở về không chỉ không đạt được mà còn mất cả trì lẫn trài mình mẩy dính đầy bụi đất Ha, vì thế cự Dương Tiên Tôn rất thống hận và kinh kỵ thiên hoại chi mà chỉ bằng các ngươi mà cũng dám nhung chàm truyền thừa này, có chuyện như vậy sao? Quá khoa trương rồi. Cử Dương Tiên Tôn cũng là cổ tiên cửu truyền, đạo Thiên Ma Tôn đã chết, ông ta ngay cả một phần chân truyền cũng không đối phó được sao? Lang Mai, Ngạo Tuyết mở to đôi mắt đẹp, nửa tin nửa ngờ, Phương Cửu Ca cũng không phản bác, trầm giọng giải thích, tạo nghệ vũ đạo của đạo Thiên Ma Tôn vô cùng thâm bất khả trắc, vượt qua sự tưởng tượng của thế nhân có một thiết pháp rằng ông ta là thiên ngoại chi ma một khi thành tựu cổ tiên vũ đạo tất sẽ sinh ra đạo ngân vũ đạo đặc biệt đạo ngân này bắt nguồn từ thế giới thiên ngoại đối với năm vực cửu thiên mà nói là hoàn toàn mới lạ không gian chúng ta bây giờ nhìn thì bình thường nhưng thật ra cũng đã dư thoát ra ngoài không còn nằm trong năm vực cửu thiên cử dương tiên tôn một lòng muốn lấy được chân truyền sợ ném chuột vỡ bình tuy thế mới thất bại cả đời không thể làm gì được lam mai và ngạo tuyết đều liên tục sợ hãi thán phục hai người so sánh với phượng Cửu ca và tần bách thắng cuối cùng vẫn còn quá trẻ bí văn liên quan đến tôn giả cũng là lần đầu nghe đến nhất thời lang mai và ngạo tuyết đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt nhưng rất nhanh cả hai vừa khẩn trương vừa lo lắng ngay cả cựu dương tiên tung cũng không làm gì được vậy làm sao chúng ta có thể ra ngoài điều này các ngươi yên tâm đi chỉ cần không loạn động ở chỗ này nhìn ngươi một né nhang là có thể được truyền tống ra ngoài phượng cửu ca tự tin đáp lại nếu đổi lại các cổ tiên khác khi rơi vào không gian kỳ dị khó tránh khỏi sẽ thi triển thủ đoạn tiến hành thăm dò như vậy lại càng không ổn thời gian bị nhốt sẽ dài hơn như linh Liên trai nắm giữ chân truyền của đạo thiên ma tôn phượng cửu ca là cao tầng của linh duyên trai biết được phương pháp thoát khỏi chỗ này cũng là chuyện bình thường như lúc này tân bách thắng lại ngửa đầu cười to phượng cửu ca ta đã đưa ngươi đến đây làm sao ta có thể để ngươi trốn đi ngươi hãy ở chỗ này đợi cho ta nói xong tân bách thắng muốn ra tay khi thế cường đại phóng lên tận trời Lăng Mai, nọ tuyết giống như lâm đại địch, Phương Cửu Ca vội nói. Đừng nên ra tay. Không gian chỉ xích thiên nhai này. Nhìn thì như rất gần, nhưng chúng ta lại chênh lệch nhau vạn dặm. Đối phương muốn dụ các người ra tay. Một khi ra tay, nhất định sẽ kích phát không gian dị biến. Ai ra tay thì nhằm vào người đó. Công kích càng mạnh, không gian phản phệ lại càng kinh khủng. Thời gian vân khốn sẽ càng lâu hơn. Tuyệt đối không được rơi vào tính toán của đối phương. Phượng Cửu Ca hiểu biết rất tường tận đối với truyền thừa của đạo Thiên Ma Tôn, ông ta biết rõ chỗ kinh khủng của không gian kỳ lạ này. Tuy thế người kiêu ngạo, cường đại như ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lang Mai, Lão tiết lựa chọn tin tưởng Phượng Cửu Ca, cố gắng kiềm chế kích động không ra tay. Nhưng Tần Bách thắng lại nhỉm cười quỷ dị, Phượng huynh tự tin quá nhỉ, đáng tiếc. Quy Phai vẫn chưa nghiên cứu sâu đối với truyền thừa đạo Thiên Ma Tôn rồi, không biết tiếp theo ta sẽ làm thế nào. Ngươi nên đối mặt như thế nào, ông ta vừa nói vừa điên cuồng thúc cổ trùng trên người khi thế bàng bạc rốt cuộc đã đạt đến đỉnh phong lã muốn làm gì phượng cửu ca cảm giác không ổn tập trung tinh thần đề phòng ánh mắt như điện nhìn chằm chằm tần bách thắng nhưng sau một khác tần bách thắng hành động như thế nào ba người phượng cửu ca đều không đoán được chỉ nghe tần bách thắng cao giọng ngâm trải qua 54 lần kiếp nạn thiếp vân vẫn che trời như cũ hồn quang trong lồng ngực cưỡng ép chúng sinh kiếm khí bên trong tung hoành bắc nguyên đi đi về về bốn năm không chết thì làm sao sinh mới vớt bỏ cơ thể tàn phế này đổi lấy thanh phong quyền tịch thương không phục năm ánh sáng giọng điệu của ông ta trong trẻo đọc vô cùng diễn cả gương mặt bình thản như nước ánh mắt thoải mái lộ ra sự chờ mong mong xong bài thơ ông ta mỉm cười nhìn phượng cửu ca chật ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại không còn khí tức Phương cửu ca cao mày cho dù trong cuộc đại chiến trăm ngày cũng không thấy ông ta có biểu hiện như vậy tần bách thắng lại lựa chọn lúc này để kết thúc sinh mệnh bản thân sau một khác này một cơn gió màu xanh lá từ trong cơ thể tần bách thắng xông ra sau lưng phượng cửu ca lang mai nọ tuyết biến sắc sợ đến giọng điệu run lên gió lại đồng thì ra tần bách thắng thì muốn ngăn chặn phượng cửu ca mà không tiếc hy sinh bản thân thủ đoạn của ông ta tàn nhẫn vô cùng trực tiếp hủy bỏ tiên khiếu của mình một khi tiên khiếu phúc địa bị hủy không còn thứ gì có thể gánh chịu tất nhiên sẽ sinh ra gió đại đồng gió đại đồng không thể coi thường nó có thể đồng hóa hủy diệt hết thảy cho dù là cổ tiên bát truyền cũng phải né tránh bên trong không gian kỳ diệu khó lường này nếu thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm hoặc thiên địa ca cùng lắm cũng chỉ là ném một tảng đá lớn vào trong hồ nước mà thôi nhưng lúc này gió đại đồng nổi lên tuy chỉ là gió mát nhẹ nhẹ nhưng toàn bộ không gian lại chấn động kịch liệt giống như toàn bộ hồ nước bị đun rồi không gian nhanh chóng tạo thành từng gợn sóng hơi mở liên miên bất tiệt chương 1300 viêm hoàng lôi trạch một gương mặt phượng cửu ca trần lộc vẻ ngương trọng đối mặt với một chiêu quyết tuyệt của tần bách thắng ông ta nhất định phải dùng hết khả năng để đối phó chỉ cần chủ quan một chút là bỏ mình ngay phía sau ông ta lang mai ngạo tuyết đã sớm thúc cổ trùng bảo vệ cơ thể cực kỳ chặt chẽ ngay cả phượng cửu ca cũng không thể không thôi động tiên cổ các khỏi không gian kỳ lạ này thì về sau hãy tính nhất định phải vượt qua nguy cơ trước mắt cái đã nếu không hết thảy đừng nói không đề cập đến tần bách thắng hy sinh chính mình nổi lên gió đại đồng khiến phượng cửu ca lang mai tiên tử ngạo tuyết tiên tử lâm vào hiểm cảnh chỉ nói năm cổ tiên ảnh tông phá vây mắt thấy sắp xông ra khỏi vòng vây hắc thành lại bị một sát chiêu đánh rớt gương mặt ông ta tái nhật lớn tiếng kêu cứu nhưng trong thời khắc đào vong nhất định phải tranh thủ thời gian chỉ cần trì hoãn một chút thì chính là thiên đường và địa ngục chúng tiên mắt điếc tay ngơ thúc tốc độ của mình đến mức cao nhất khương ngọc tiên tử lại càng tuyệt tình nói thẳng là vứt bỏ không quan tâm đến sinh tử của hắc thành ánh dạ đông đang ở đằng trước hắc thành bị rơi ở đằng sau không phải vừa lúc có thể ngăn cổ tiên trung châu sao chỉ có điều hắc thành đang giữ tiên cổ phòng hắc lao sau khi ông ta chết sợ rằng sẽ rơi vào tay cổ tiên trung châu điều này khiến cho đám người khương ngọc tiên tử ít nhiều cũng có chút tiếc nuối nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối so với tiên cổ phòng cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn ha các ngươi cứ chơi đi ta đi trước trong quá trình phá vòng vây hồi phong tử bỗng dưng cười to sát chiêu tiền đạo phong độ tốc độ của gã tăng vọt sau mấy hơi thở đã bỏ lại đám người khương ngọc tiên tử ở đằng sau trong ánh mắt của đám người khương ngọc tiên tử hồi phong tử đã sắp cao chạy xa bay phối hợp với ta hồng xích minh quá to một cổ trận bên ngoài lập tức phát động phát ra ánh sáng chói mắt trải qua đại chiến trăm ngày cổ tiên trùng châu đã tạo ra được sự ăn ý chạy đi đâu chân chân xí bộ phi yên đồng loạt xuất mã nhờ cổ trận duy nhất nằm ngoài biên giới người giao vượt người trước cản hồi phong tử lại hồi phong tử đứng thứ nhất bác nguyên về phi hành tới lui như gió điều này khiến cho cổ tiên trung châu không thể không thừa nhận chỉ dựa vào một trong hai người trần trấn di si hoặc bộ phi yên tuyệt đối không ngăn được hồi phong tử nhưng bây giờ hai người lại phối hợp hết sức ăn ý nhất thời mặc cho hồi phong tử tả sung hữu đột cũng không hất được hai người trần ồ tốc độ giảm nhanh phá vây thất bại đáng đời trong lòng đám người khương ngọc tiên tử cảm thấy cực kỳ vui sướng đổi sang hướng phá vây khác đi xuống cho ta tàn dương lão quân tức giận hừ một tiếng thi triển chiêu bài sát chiêu truy chi mệnh hòa không Xích Minh bỏ đá xuống giếng, đập thêm một phát, toàn thân Hắc Thành bốc hỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm, từ giữa không trung ngã xuống, phịch một tiếng, ông ta rơi xuống đất. Vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất đã mọc ra rất nhiều dây leo, trói hô ông ta lại. Nhất thời, Hắc Thành bị nhốt, Hồi Phong Tử bị ngăn cản, Không Xích Minh bỏ qua Hắc Thành đuổi theo Hạ Lang Tử, sát chiêu thúc lên, không chút lưu tình đánh tới Hạ Lang Tử. Hạ Lang Tử không thể không thi triển sát chiêu biến hóa đạo, hóa thành sói lôi mang tiến hành ngăn cản khương ngọc tiên tử và cổ tiên áo đen thần bí còn chưa trốn xa đã bị tàn dương lão quân và thiên lung lão nhân chặn lại không hề nói nhảm bốn cổ tiên kích đấu ngay tại chỗ nhất thời phong vân kích đã lôi đình nổ vang bốn cổ tiên thi triển kỹ năng đánh đến kinh thiên động địa nhấc lên từng đợt khí lãng cuồng bạo núi lở đá nước tàn dương lão quân là cao thủ trong số cổ tiên thất truyền trong trận chiến đông phương trừ phàm giả chết ông ta đã đối đầu với tự tại thư xin phương nguyên bì thủy hàn chiến lực có thể nói chắc tuyệt Sức lực của thiên lung lão nhân ngang ngửa với tàn dương lão quân lão là thái thượng trưởng lão của hắc thiên tự sở dĩ điều động lão đến đây dụ ý của hắc thiên tự chính là muốn dùng lão khắc chế cổ tiên âm đạo phượng cửu ca trái lại bên phía ảnh tông cổ tiên áo bào đen thần bí đích sát cường đại như khương ngọc tiên tử lại yếu hơn một bậc sau mười hiệp tàn dương lão quân thiên lung lão nhân chiếm thượng phong tìm được một cơ hội ra tay thật tốt sát chiêu tiền đạo truy mệnh hỏa hỏng rồi khương ngọc tiên tử muốn né tránh nhưng đã trọng ngươi lui ra để ta trong thời khắc quan trọng cổ tiên áo đen thần bí lợi dụng thủ đoạn thay vị trí của khương ngọc tiên tử dùng cơ thể của mình ngăn chặn truy mệnh hỏa. sao thật kỳ lạ tàn dương lão quân khó hiểu cổ tiên áo đen thần bí chúng truy mệnh hỏa, nhưng người lại như không có việc gì tên khốn lén lút này lộ ra chân diện mục cho ta kiên lung lão nhân giống to song trưởng đánh ra nhấc lên lưỡi đao bay đầy trời cổ tiên áo đen thần bí chật vật ngăn cản áo bào đen vỡ vụng rốt cuộc lộ ra chân dung Tàn Dương lão quân không khỏi ngẩn người, ngươi chính là Viêm Hoàng Lôi Trạch thể, một trong thập tuyệt thể, Viêm Hoàng Lôi Trạch, sợ cái gì, hắn chỉ là tiên cương thôi mà. Thiên Lung lão nhân gầm rú, thế công trong tay tăng lên thêm một phần, thân phận của vị cổ tiên áo bào đen thần bí là một vị tiên cương thất truyền, như khác với tiên cương khác, thân phận hắn ta đặc biệt, là một trong thập tuyệt thể Viêm Hoàng Lôi Trạch thể, truyền thành tiên cương. Ồ, đã phát hiện rồi. Có ngụy trang cũng không có ý nghĩa, cổ tiên áo bảo đen thần bí kéo xuống áo bảo đen rách nát của mình lao thẳng đến chỗ tàn dương lão quân tàn dương lão quân là cổ tiên viêm đạo bị viêm hoàng lôi trạch thể khắc chế rơi vào thế hạ phong khương ngọc tiên tử muốn hỗ trợ nhưng lại bị khương ngọc tiên tử liều mình ngăn cản đi mau khương ngọc tiên tử cao giọng hét lớn tiên cương viêm hoàng lôi trạch tức giận hừ một tiếng sau khi bước lui tàn dương lão quân cũng không quay đầu lại triệt để thoát ra khỏi phạm vi của cốc lạc phách sau đó chạy thoát trốn đi đâu Tàn Dương lão quân gầm thét muốn truy kích, nhưng Khương Ngọc tiên tử toàn thân đẫm máu đã cản ông ta lại, xem ra ngươi không còn muốn sống nữa. Chẳng lẽ tên tiên cương đó là nhân tình của ngươi, đáng để cho ngươi hy sinh như thế? Ngương mặt Thiên Lung lão nhân tràn ngập âm hàn, từ trên trời giáng xuống, song trưởng rắn chắc đánh trúng phía sau lưng Khương Ngọc tiên tử. Ầm. Ừ, Khương Ngọc tiên tử đã sớm như đèn dầu sắp tắt, không còn ngăn cản được nữa. Lồng ngực bị đánh nát, lộ ra một lỗ thùng lớn, từ trước có thể nhìn ra đằng sau, đôi mắt đẹp hơi mở xuống váy dài màu tím lắc lư trong gió giống như con bướm nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống sau mười hô hấp thi thể khương ngọc tiên tử rơi xuống mặt đất vân cốt đứt vãi máu thịt bé bét khương ngọc tiên tử đã bảo mình đến lúc này đại thế của ảnh tông đã mất tàn dương lão quân thiên lung lão nhân rảnh tay đối phó với hạ lang tử và hồi phong tử Không xích minh thì kiềm chế hắc thành một lát sau hồi phong tử phát ra tiếng rú chảm cự lang bị chật ngang thi thể trọng rãi biến thành người máu chảy đầy đất nội tạng vung vẩy bốn phía tình huống vô cùng thê thảm hắc thành bất đắc dĩ một lần nữa túc tiên cổ phòng hắc lao mặc dù uy lực của tiên cổ phòng rất lớn nhưng lại tiêu hao rất nhiều tiên nguyên trải qua đại chiến trăm ngày hắc thành đã sớm phá sản tiên nguyên không còn thừa bao nhiêu